Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bộ Kinh Trung Bộ. Và chúng ta đang học lỡ dở cái phẩm sợ hãi và khiếp đảm. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8 nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta hãy đến ở tại các trú xứ Hải Hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi và khiếp đảm. Này Bà La Môn, sau một thời gian trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8 nửa tháng, trong đó những đêm như vậy, ta đến ở tại các trú xứ Hải Hùng, lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi, ta khởi lên ý nghĩ, nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chứ không gì khác? Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi và khiếp đảm ấy trong khi ta đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đi kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sự sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đứng. Bà La Môn, khi ta đang ngồi mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, khi ta đang nằm mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sự sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang nằm. Cái ngày lịch trước mắt là cái ngày lịch là cái ngày 14 ngày rằm. Và Thái tử Tất Đạt Đa sinh vào ngày mấy quý vị biết không?
Ngày 8 tháng 4 là ngày trăng tròn. Lịch Ấn Độ hồi xưa nó vậy, nó không giống với cái lịch Tàu. Thật ra là mùng 8 tháng 4 là giữa tháng nè, giữa tháng nè. Trong lịch sử có ghi Đức Phật đản sanh mùng 8 tháng 4, nhưng mà còn ghi chú thêm một câu nữa là ngày trăng tròn, tức là ngày nửa tháng tới đây chúng ta mới thấy đó là ngày mùng 8 tháng 4 là ngày giữa tháng. Còn ngày 14, ngày rằm không phải là người giữa tháng của Ấn Độ, mà 4, 14 ngày rằm là giữa tháng của ở Trung Quốc với Việt Nam. Thế nên chúng ta thấy là mà mấy ngày đó là mấy cái ngày, ngày 14, ngày rằm hoặc là ngày giữa tháng là hiếm bên Việt Nam mình gọi là giống như mấy ngày sóc vọng ở các chùa, tức là có những cái lễ cúng. Còn lần này những cái đền, những cái miếu á, ở bên Ấn Độ, những cái ngày đó là những cái ngày, những cái loại người ta sẽ cúng những cái quỷ thần, những cái loại thú dữ về ăn uống trong những cái ngày đó. Những ngày đó là những ngày mà sợ hãi và khiếp đảm sẽ xảy ra trong những cái đêm đó đó. Thì tức là ngày rằm, ngày 14, ngày rằm, ngày 14, ngày 15 chứ không có tính ngày rằm của mình. Không biết Ấn Độ hồi xưa họ tính cái kiểu gì. Thì tới những cái chỗ mà trú xứ mà nó sợ hãi thực sự, ở đây là một trong những cái mà còn đo cái tâm của mình đó. Giống như ai sợ thằng lằn, sợ rắn rồi đó thì phải để cho nó bò qua bò lại dưới chân mình, đừng có run, đừng có sợ đó, thì mới được. Ở đây thì ngài nói là tới những cái trú xứ mà phải nói là sợ hãi đến mức độ mà lông tóc nó dựng ngược luôn á, nhưng mà cũng phải tới để coi cái tâm mình như thế nào. Thì vậy là đó là những cái chỗ mà đền đài, những cái chỗ miếu thờ, những cái cây cổ thụ đại thụ. Thì đại thụ hay có thọ thần. Thọ thần ở cây đó thì không nói, nhưng mà nói tới cái chuyện mà quỷ thần nương dựa cây á. Tại hồi trước mình nói rồi, tức là những cái cây mà nó to á, tàn lá nó xum xê, nó đủ để có thể che được sương. Đầu tiên là che được sương qua đêm nè. Thứ hai là nó cũng tránh được một ít cái gió rồi mưa nhỏ, nó cũng không có đủ để thấm ướt cội cây. Như vậy là những cái loại quỷ thần hay nương náu trong những cái cây to đó cũng tránh được sấm sét nữa, tránh được mưa bão và sấm sét nữa. Cho nên hồi xưa thường là những cái cây cổ thụ đều là có người ta, mới đầu thì người ta nghĩ là thọ thần, nhưng mà sau đó là những người nương náu ở đó. Hồi trước mình nói là ví dụ như cha mẹ ông bà, người thân của mình qua đời mà kiếm được gốc cây cho nó che mưa che nắng như vậy là mừng lắm rồi. Nhưng mà có người phước lớn ngang tự nhiên bị bay đi, bị đẩy đi một cách rất là kỳ lạ mà họ cũng chẳng có giải thích được. Thì như vậy là cái người mà bỏ cái thân mạng này á, qua cái thế giới âm, cái phước báo nó phân minh kỳ cục lắm. Tôi nói ngay cái khi mà mình thờ cha mẹ mình trên bàn, tới cái ngày mình cúng cơm, mà lỡ cái giờ đó không có cái ông nào phước lớn hơn đi ngang thì cha mẹ mình ăn đàng hoàng. Có ông phước lớn ngang tự nhiên kiếm mình cũng ngồi vậy, bữa mà sao mình bay ra khỏi cái bàn ăn, cái người ta ăn đã rồi cái mình đỡ mới được vô liếm mép, liếm chén. Thì những cái chỗ nghỉ ngơi này cũng vậy á. Nhưng mà với cái phong tục Ấn Độ hồi xưa là có nhiều cái chỗ họ thờ thần lửa, họ thờ đủ thứ những cái kiểu mà linh thiêng mà quyền bí hay cái kiểu ngày xưa. Thì những cái đền nè, những cái miễu nè, ở đây những cái đền, những miễu và những cái chỗ thọ thần họ hay cúng kiến. Và thường ở đâu có cúng là nó bắt đầu nó hiển linh rồi. Và như vậy thì ban đêm mà mình ở đó, ở ngày suy nghĩ là nếu ban đêm ở đây kiếm cái gì, đâu có gì đâu mà kiếm ngoài cái chuyện mà chờ đợi sự sợ hãi xảy ra. Thì hoặc là thú dữ tới, hoặc là con công mà nó rụng trời, cái công cái gì đó, cái lông nó rớt xuống, hoặc là gió thổi nó rơi cái lá vàng, ví dụ vậy. Thì đó là những cái mà giữa đêm vắng có một hai cái tiếng động, một hai cái bước chân hải hùng của các loại thú độc, hoặc là tiếng rắn bò vân vân, tất cả những cái đó đều nó sẽ gây sự sợ hãi. Nhưng mà đây là cái cách dạy của Đức Phật tu trong Tứ Quan Nghi nè. Nếu như mình đang đi
mà sự sợ hãi xảy ra thì mình vẫn đi để mình trừ diệt sự sợ hãi, chứ không được ngồi xuống, không được nằm, hiểu không? Và không được đứng lại. Đó, trong bốn quan nghi từ đi, đứng, ngồi, nằm, đúng không? Đầu tiên là Đức Phật nói là đang đi. Nếu đang đi mà bị cái gì nó rùng người thì phải trừ cái, vừa đi, ngay cái lúc đi đó là phải trừ cho được cái sợ hãi, chứ đừng có qua tư thế là bây giờ nó rùng sợ quá rồi đứng tại chỗ là sự sợ hãi nó sẽ tăng lên. Đây là cái cách dạy tu của Đức Phật rất là khéo. Nhưng mà nếu chúng ta đọc qua không kỹ là chúng ta không biết Đức Phật muốn nói cái gì trong này. Tức là nếu mình đang đi mà lỡ cái sự sợ hãi xảy ra thì ngay khi đó mình trừ khử, chứ không được ngồi xuống, không được đứng lại và không được nằm. Thế cho nếu mà đang đi mà xảy ra sự sợ hãi là phải giải quyết được trong cái quay nghi đi đó. Rồi ví dụ như cái thứ hai là mình đang đứng mà sự sợ hãi xảy ra thì phải trừ khử sự sợ hãi ngay cái lúc mình đang đứng. Mình đang ngồi, sự sợ hãi xảy ra thì mình trừ khử cái sợ hãi đó trong lúc mình ngồi. Còn mình đang nằm, sự sợ hãi xảy ra thì mình trừ khử lúc đang nằm. Có nghĩa là sẽ giải quyết được ngay cái chỗ sợ hãi phát sinh. Ý của Đức Phật mà là nói như vậy. Giống như đoạn trước là Đức Phật nó an trú ở niệm. Thì bây giờ an trú này thực tế là bây giờ run quá, sợ quá rồi thì phải giải quyết, chứ không để nó sang cái niệm khác. Từ đứng mà sang cái niệm ngồi, từ ngồi sang cái niệm nằm là nó đã cách niệm rồi. Tức là không an trú niệm, giống như trước Đức Phật nói. Cái cách dạy Đức Phật rất là khéo ở đây, nhưng mà chắc là ít có người nắm được cái này, đọc mà thấy ủa cái gì lòng vòng. Nhưng mà thực tế đây là cái cách Đức Phật dạy rất là siêu. Nếu mình để mà nó thoát cái niệm qua tư thế khác là sự sợ hãi sẽ tăng lên. Cho nên ngay khi khởi cái sợ hãi là ngay nơi đó phải giải quyết cho xong. Chứ đừng có để sang cái niệm thứ hai, thứ ba nó kết nối liên tục là sự sợ hãi sẽ tăng lên và người đó không bất an suốt kiếp. Cho nên Đức Phật dạy rất là khéo. Nếu là đang đi mà sợ hãi xảy ra thì phải giải quyết sợ hãi trong lúc đang đi đó, chứ không được đứng lại, không được ngồi xuống và không được nằm. Nhưng mà sợ hãi xảy ra mà nằm co ro người đó là thôi, là cái nó kéo dài hoài nó không có dừng. Đó là cái cách dạy khéo của Đức Phật trong tứ quan nghi. Vì vậy là ở hồi kia thì Đức Phật dạy mình cái niệm xảy ra thì mình an trú nơi niệm, tức là phải yên được nơi niệm đó. Thì bây giờ sự sợ hãi xảy ra bất kỳ cái oai nghi nào thì chúng ta cũng phải an trú ở nơi đó để cho tắt liền cái sự sợ hãi, chứ không để cho nó tiếp tục, không để tương tục ý niệm sợ hãi. Đó là cái lối dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy hay không? Đức Phật dạy kỹ lắm. Ví dụ như đang đi về mình khởi cái niệm dính mắc duyên cảnh thì mình phải giải quyết liền ngay tại đó, chứ không có vụ mà đứng lại. Đi thì là nó dính là sẽ giải quyết cái chỗ đó rồi là đi nó thông, chứ không có đợi đứng lại. Có nghĩa là đang cất bước mà xảy ra bất kỳ niệm bất giác nào, xảy ra cái sự sợ hãi cũng như là sự bất giác. Ở đây phải dùng cái từ như vậy, tức là nếu như mình đi bình thường thì thôi, không có chuyện gì xảy ra thì không có cần phải làm cái gì, đúng không? Nhưng mà đi có sự sợ hãi, có sự vướng mắc, mình thương hoặc mình ghét hoặc mình so sánh phân biệt hoặc là mình đánh giá tốt xấu gì gì đó trong lúc mình đang đi thì mình cũng phải giải quyết. Thì đây là cái lối dạy Đức Phật trong tứ hoài nghi. Thì quá rồi đâu còn đường nào khác đâu, đúng không? Đi đứng ngồi nằm rồi Đức Phật đã dạy đủ. Bất kể chỗ nào xảy ra thất niệm thì ngay khi đó chúng ta phải giữ lại được chánh niệm. Đó là cái cách nói của Đức Phật á. Bất kỳ chỗ nào mà xảy ra bất an thì ngay nơi đó chúng ta phải an trú, chứ không để cho sự bất an kéo dài. Như vậy là trong đi đứng nằm ngồi bất giác chỗ nào thì ngay chỗ đó chúng ta phải giải quyết, không được quyền thay đổi tư thế. Nếu không, đã đi thì giải quyết kiểu đi, mà đứng thì giải quyết kiểu đứng, mà ngồi giải quyết kiểu ngồi, nằm giải quyết kiểu nằm, thì 24/24 là chúng ta luôn ở trong cái tình huống là tỉnh giác hoàn toàn. Niệm niệm tương tục trong an lạc. Còn nếu mà bất an, dao động thì phải làm sao để cho an lạc trở lại. Đây là cái cách dạy của Đức Phật. Cho nên là đọc dài lòng thòng nhưng mà ý đó Đức Phật dạy. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy tu rất kỹ, phải dùng cái từ như vậy. Ví dụ mình đang ngồi đây mà thất niệm xảy ra là phải giải quyết ở đây à. Không có cái chuyện chút nữa. Cái khéo Đức Phật là giải quyết ngay hiện tiền chứ không có chuyện chút nữa. Bây giờ từ đi mà đứng lại có nghĩa là nó đã qua một cái nhịp rồi. Cho nên ngay khi đi bất giác thì giải quyết cái chỗ đang đi. Không có được để thất niệm.
Nếu ngay khi đứng mà bất giác thì phải ăn trú liền, chứ không có để thất niệm. Ngay khi ngồi cũng vậy, tức là tất cả các thời, bất kỳ cái thời nào mà bất giác thì phải ăn trú là chánh niệm liền. Thế cho nên là dạy thấy rất là khéo. Mình đọc mình thấy nó lòng vòng vòng, nhưng mà Đức Phật dạy tu rất là kỹ, thì đâu có còn thời gian nào để mình có thể bị thất niệm đâu. Mà một người luôn ăn trú trong chánh niệm đó thì vậy là giữa đêm đen dù có thú dữ tới, hay là dù có rắn độc, dù có thọ thần hay là quỷ thần, giữa đêm đen thì mình vẫn ăn trú trong chánh niệm. Và đã ăn trú trong chánh niệm rồi thì mọi việc sợ hãi là nó sẽ hết liền. Đó là cái cách dạy tu của Đức Phật. Này Bà La Môn, một số sa môn Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy ta nói rằng những sa môn Bà La Môn ấy sống trong si ám. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngày là ngày. Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau: vị hữu tình nào không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người, vị ấy khi nói một cách chân chánh về ta sẽ nói như sau: là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Bà La Môn, ta tinh cần, tinh tấn, không lười biếng, ta an trú chánh niệm, không có ta có loạn, thân được khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh chuyên nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục, ly các ác pháp và trú thiền. Thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Với tầm, với tứ, diệt tầm, diệt tứ, ta chứng trú thiền. Thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, ta chứng và an trú thiền. Thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, ta chứng và an trú thiền. Thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trú mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều loại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều và thành kiếp. Ta nhớ tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ này, tại chỗ này ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Cái đoạn này rất là hay. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy sự lầm lẫn của một số người đã từng giảng cái đoạn này. Bây giờ bắt đầu Ngài nói là cái gì? Một người mà không có phân biệt ngày đêm tức là Ngài nói rất dài, ngày cũng vậy, đêm cũng vậy, thì Đức Phật cho là cái gì? Đó là người si ám. Sa môn đó là sống trong si ám. Vì sao vậy? Đi lẫn lộn giữa ngày và đêm. Ngày ví dụ như đêm là tối, ngày là sáng, mà giữa đêm với ngày mà không phân định được, có nghĩa là cái gì? Cái người đó không sống trong thực tại. Ví dụ như bây giờ nói dài đêm là nói cái chuyện dài, nói cái chuyện ngay hiện tiền này đúng không? Đúng rồi, cũng nói vậy.
ban ngày là ban ngày, ban đêm là ban đêm, thì ngay nơi hiện tiền này chúng ta nên sống một cách rất là rõ ràng, minh bạch là nó là ở đây, nó là bây giờ, chứ không thể đem cái chuyện ban ngày mà so với ban đêm nó giống nhau. Không phải đem cái chuyện bây giờ so với chuyện hồi nãy nó giống nhau, mà là phải sống một cách rất là thực tại. Đó là cái cách nói của Đức Phật. Nói siêu không? Nói thì nói ngày đêm so sánh, mày thấy cái chuyện này với chuyện nãy giống nhau là đồ si ám. Đức Phật dạy vậy đó. Thì vậy là nói mà ngày với đêm mà giống nhau là Đức Phật xem như đó là si ám. Đó, chúng ta thấy rút rút từ từ vào công phu, Đức Phật dạy từ tứ hoài nghi xong rồi người đó phải sống được trong thực tại, là cái khoảnh khắc hiện tiền này là ở đây, là bây giờ, là rõ ràng, là minh bạch ở cái giờ phút hiện tiền đó, chứ không có cái chuyện so sánh với hồi nãy, không có cái chuyện quá khứ và không có cái chuyện vị lai, không có đem cái so sánh ngày và đêm rồi rồi dồn thành đóng, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, giờ cũng như nãy cũng như kia. Kiểu đó là gọi là si ám, tức là không có tỉnh táo, không có tu tập, không có ở vững chánh niệm, không có an trú nơi hiện tiền, thì cái đó Đức Phật xem như là si ám. Đối với Đức Phật thì ngày ra ngày, đêm ra đêm, có nghĩa là giờ nào việc đó, cái khoảnh khắc hiện tiền hiện hữu bây giờ thì nó chỉ là cái hiện tiền hiện hữu một cách rõ ràng, minh bạch, không lầm lẫn. Ồ, đấy là cái cách dạy. Thế nên kinh Trung Bộ Đức Phật dạy kỹ lắm. Học đây tu sướng lắm. Đức Phật dạy rất là chi tiết. Mà có điều là chúng ta bị lầm mà nói cái chuyện ngày đêm nó dài. Không phải, Đức Phật muốn ví dụ để cho người ta thấy là cái chuyện mà nó kéo dài vậy là quá ngu rồi. Đúng không? Cái chuyện mà bây giờ so sánh một khoảnh khắc trước đã là ngu rồi. Đó, cho nên Đức Phật dùng từ là đó là một cái loại si ám. Còn riêng Đức Phật thì Đức Phật thấy ngày là ngày, đêm là đêm, giờ này là giờ này, chứ không phải là giống giờ hồi nãy, và cũng không có chuyện giống giờ một chút nữa, có nghĩa là hoàn toàn nơi tâm mất đi cái sự so sánh phân biệt. Ở chúng ta thấy rõ cái cách dạy Đức Phật là như vậy, cho nên là sống với Đức Phật là ngay nơi hiện tiền này, chứ không có chuyện chút nữa, không chuyện đã qua, thì mới là cái người không si ám. Mà Đức Phật lại nói dài, tại vì có khả năng bản dịch này sai. Đức Phật không có dạy mà nguyên ngày nguyên đêm vậy đâu. Cái này nó giống như cái bài gì đó, nhất giả hiền giả, nó y như cái bài nhất giả hiền giả vậy đó. Đó, không đi tìm quá khứ, không vọng hướng tương lai, chỉ có pháp hiện tại á. Tuệ quán tức là đây không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập nó là cái kiểu dạy này nè. Cho nên là từ xưa Đức Phật chưa từng dạy khác. Cả cái hệ thống nguyên thủy lẫn đại thừa không có khác nhau cái gì hết, từ cái khởi tu, từ cái cách tu trong tứ hoài nghi hồi nãy. Đúng rồi, trước đó là an trú nơi chánh niệm rồi. Rồi tới cái chuyện tứ hoài nghi, mà tứ hoài nghi là cũng phải sống nơi hiện tiền cho tới bây giờ đã. Nếu mà sống nơi hiện tiền thì không có cái chuyện so sánh quá khứ vị lai. Đúng không? Cái chuyện ngày và đêm nó giống nhau là anh đã rớt vào so sánh rồi. Và đã rớt vào so sánh thì không an trú nơi hiện tiền. Cách dạy tuyệt vời. Thì mới nhập định rồi được. Tức là khi mà người đã bốn quan nghi là an trú nơi chánh niệm, cho tới rất cái so sánh phân biệt hai bên không còn, nơi hiện tiền này là chỉ hiện tiền này, chứ không có chuyện hồi nãy, không có chuyện sắp tới nữa, thì xem như là người đó sẽ sống trong phúc lạc. Đó, thì như vậy là Đức Phật nói với vị hữu tình nào mà không có si ám thì là một người có sứ mệnh lớn. Sứ mệnh lớn là gì? Vì lòng, vì hạnh phúc cho muôn loài. Tức là ra đời vì hạnh phúc cho muôn loài, chứ không phải loài người nữa. Vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho cõi trời và cõi người mà các vị đã xuất hiện. Nếu như từ trước tới đây là đã ngon rồi đó. À, thì người có sứ mệnh lớn không? Tới cuộc đời này vì cái lợi ích cho muôn loài, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, thì mới sống không si ám. Nhớ cho nếu mà như trước, một là an trú chánh niệm nè ha, thứ hai là tu ngon lành trong tứ quan nghi nè, thứ ba là ở nơi hiện tiền không còn so sánh phân biệt nữa, là người đó chuẩn bị đi sâu vào thiền định. Mà quý vị thấy một cái điều rất là tuyệt vời, để chúng ta thấy từ trước tới giờ tôi đã từng nói là gì. Nếu anh đi vào thiền định mà anh không có tác ý để thương yêu vì lợi ích cho muôn loài mà anh tu, là anh không bao giờ đi sâu vào thiền định. Cho nên trước khi nói tứ thiền là Đức Phật nói điều này ra nè, chúng ta thấy chưa? Mục đích tu là gì? Vì là sinh ra đời vì hạnh phúc cho muôn loài.
À, vì là hạnh phúc cho các chúng hữu tình, vì an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình bắt đầu dấn thân tu tập. Chứ nếu không phát khởi cái đó là chấp mình tu suốt kiếp không bao giờ vô định. Đây Đức Phật dạy rõ ràng nha chứ. Cho nên lâu nay mình nói tắt thôi, tức là nếu như trước khi chúng ta thiền định mà chúng ta không phát khởi cái tình thương của mình đối với muôn loài mà tu tập, thì mình vị kỷ mà tu, mà đã vị kỷ rồi là chấp ngã. Mà đã chấp ngã rồi thì không phá được cái ngã này, không thành không thì không bao giờ chứng thánh. Cho nên trước khi Đức Phật nói tới tứ thiền là Đức Phật nói là mình phải vì cái chuyện như thế này nè, đó là vì hữu tình. Đó là ở đây là Đức Phật nói là ai nói một cách chân chánh, cái người chân chánh tu tập và phải phát ngôn một cách chân chánh nữa, là vị hữu tình nào mà không có si ám, cái người đã vượt thoát si ám, là cái người nghe sống ngay nơi hiện tiền này và không có chuyện so sánh trước sau trong tứ quay nghi, luôn an trú trong chánh niệm và ở nơi niệm thì biết cách an trú nơi niệm, chứ không có chuyện hơn thua chống đối, không có chuyện lấy bỏ ở đây, thì những cái bậc đó được xem như là những cái bậc không có si ám. Mà một người không si ám thì sinh ra đời vì hạnh phúc của muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Nếu anh không có cái tâm này thì khỏi tu đi. Đừng có tu chỉ mất công lắm. Cho nên là một người mà được gọi là hết si ám, chưa có phải là ngộ đạo, gọi là hết si ám thôi, tức là biết là sống nơi hiện tiền này không trước không sau thôi, thì phải phát khởi cái tình này và được cái này mới đi sâu vào thiền định. Cho nên là nếu mà không có lại Phật xin cho con được trí tuệ và lòng từ của chư Phật để con đi sâu vào công phu á, thì cả như thua. Công phu để mình được an trú nơi hiện tiền, có lòng từ để thương yêu, vì lợi ích cho chư thiên, lợi ích cho loài người, lợi ích cho muôn loài mà chúng ta bắt đầu khởi công tu tập. Thế nên không có cái này là không được. Vì cái cách dạy Đức Phật chúng ta thấy một bài này thôi đủ để chúng ta tu cả đời rồi. Nó học Trung Bộ có những cái bài kinh quá căn bản cho công phu tu tập, chứ nó nguyên thủy. Mà trở lại những cái bản gốc như thế này để chúng ta thấy là tạo lại cái nền tảng công phu cho mình. Mình học Đại Thừa mênh mông quá, và mình dạy Đại Thừa nếu mà không có những cái này chứng minh ấy, có nhiều khi là người ta nói mình nói trên trời. Đúng không? Nhưng bây giờ trở lại đây chúng ta thấy là Đức Phật dạy tu rất là, phải nói là rất là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng. Từ đầu tới giờ là không có cái chuyện rời hiện tiền. Công phu để luôn luôn ở cảnh giới hiện tiền, chứ không phải công phu là diệt, là trừ, là khử, là dẹp, là xả, là ly. Không có cái chuyện đó, Đức Phật chưa từng dạy cái đó đâu. Mà sau này nhiều người bài biện thấy cái chuyện xả ly có bộ hay. Hay hơn Phật dạy. Chứ Đức Phật dạy an trú nơi niệm đâu có xả ly. Đức Phật dạy là ngay khi đứng ta bất giác là ta phải giải quyết ngay chỗ đứng, nó không có đợi ngồi, không có đợi nằm, không có đợi một chút nữa. Tu là ngay nơi hiện tiền mà đợi một chút nữa lấy gì tu. Đó, ngay tứ quay nghi là chúng ta thấy Đức Phật dạy cũng tu nơi hiện tiền. Và rồi bây giờ so sánh trước sau cũng là cái mà rời khỏi hiện tiền, cho nên được xem là si ám. Và với mọi người giác ngộ thì không có si ám, mà không có si ám thì không có cái chuyện so sánh là nãy giống như bây giờ. Không có cái chuyện giống nào, chuyện nào là chuyện đó rõ ràng. Hồi nãy khởi niệm khác, bây giờ khởi niệm khác, hồi nãy đứng vị trí khác, bây giờ đứng vị khác, hồi nãy ngồi chỗ khác, bây giờ ngồi chỗ khác. Hồi nãy đi chỗ kia, bây giờ mình đi chỗ này, tức là mỗi mỗi là điều mới, và ngay cái mới hiện tiền đó là an trú trong chánh niệm. Thì là người đó là người không có si ám. Và không có si ám thì phải gì? Phải phát khởi cái lòng thương là ta ra đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì lợi ích cho muôn loài, vì thương tưởng cuộc đời mà ta ra đời ở đây à. À, ra đời không vì mục đích khác, vì thương tưởng cho đời mà mình xuất hiện ở đây. Mình giờ là ai không biết, nhưng mình phải phát khởi cái tâm này đi rồi mới nói chuyện sâu cho công phu. Nếu ai mà không có thương tưởng cuộc đời này để tu tập, ai mà không vì lợi ích, không vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà tu tập, thì người đó không bao giờ tu đạt những thiền định đang nói phía sau. Ông trước khi nói chuyện thiền định thì Đức Phật phải nói tới cái chuyện này. Chứ còn bây giờ mình thắc mắc thể tu giờ tôi kẹt, giờ phải làm sao để cho tôi thoát, bây giờ phải nói gì sao? Phải ăn 30 gậy rồi nói tiếp. Vì cái mục đích cho riêng bản thân mình mà tu tập, vì lợi ích cho cá nhân mà tu tập. Sao tôi tu hoài tôi không tiến bộ? Giờ hỏi tu cho ai?
Nói tôi cho tôi, với tôi cho ai, tôi cảm thấy tôi bị khổ đau, tôi cần phải tu để thoát khổ, tôi còn phải tu để giải thoát cái gì gì đó được lắm mà. Chứ chưa bao giờ nói theo kiểu này, mà Đức Phật dạy rất là kỹ. Sau khi ăn trú niệm xong, tu vững vàng trong tứ quan nghi xong rồi là phải vượt qua cái so sánh phân biệt, rồi là phải phát khởi cái lòng thương chúng sanh muôn loài mới đi sâu vào thiền định. Tức là ở bên ngoài phải giải quyết cho xong những cái vướng mắc, những cái bất giác này nọ rồi kia xong xuôi rồi là phải phát khởi cái lòng từ bi để tu tập. Nếu không phát khởi tâm từ, không khai trí mà không có trí tuệ thì không có tâm từ. Đó là một cái chuyện rất rõ ràng trong đạo Phật. Thì bây giờ là muốn đạt tới cái trí tuệ, muốn đạt được thiền định là phải phát khởi từ tâm trước. Nếu không có thương, không có lòng thương tưởng vào cuộc đời thì không thể tu cái gì được đâu. Mà cái điều này là mình nói lâu rồi đúng không? Nếu mà trước khi đi vào thiền định mà anh không có đủ lòng từ, vì anh quyết tâm để anh giải quyết cái chuyện của mình, để có đầy đủ trí tuệ và phương tiện để cứu độ tất cả chúng sanh, thì không bao giờ đi sâu vào thiền định được. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên là Đức Phật thì dạy không còn thiếu cái gì cho mình. Bài này nếu mà chúng ta nghe kỹ là chúng ta tu cũng ngon rồi đó, một bài là thôi chứ không có cần nhiều. Đi sâu vào bên trong chúng ta sẽ thấy. Đó thì vậy là Đức Phật nhắc lại là một vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho cuộc đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho trời và loài người. Này Bà La Môn, ta tinh cần, ta tinh tấn, không lười biếng. Nghĩ như vậy mới bắt đầu xảy ra cái chuyện tinh cần tinh tấn. Còn chưa nghĩ như vậy thì anh tinh cần tinh tấn vì mục đích gì? Lợi ích cho cá nhân. Thì như vậy là coi như sai con đường. Nếu không có như vậy thì đừng có tinh cần, đừng có tinh tấn tu. Đức Phật dạy rất là rõ, khi mà có những cái suy nghĩ này rồi, có những cái tâm niệm này rồi, thì chúng ta mới bắt đầu tinh tấn tu tập, bắt đầu là an trú trong chánh niệm. Còn không có cái đó thì đừng có tu, anh sẽ đi lạc đạo. Đức Phật dạy rất là kỹ, nếu mà chúng ta không có phát cái từ tâm như thế này, đi sâu vào thiền định cơ chừng bị lạc đạo. Chắc chắn là vì lợi ích của mình. Và vì lợi ích của cá nhân thì đương nhiên là vẫn ngã, nó sẽ phát sinh rất là nhiều cái cảnh giới riêng tư ngã chấp. Thì chúng ta không thể nào đi sâu thiền định. Cho nên bây giờ ai mà muốn phá vỡ sinh tử thì bắt đầu học lại đoạn này giùm ha. Thì chúng ta phải khởi niệm, khởi tâm cho nó đúng đắn trước khi đi sâu thiền định. Cho nên là muốn tinh cần, muốn tinh tấn, không lười biếng. Vì cái gì? Vì thương tưởng cuộc đời này, vì lợi ích cho muôn loài, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên bây giờ mình tinh tấn tu tập. Như vậy là sự tinh tấn của mình là với hằng hà sa số chúng sanh khắp muôn loài, chứ không phải loài người và loài trời nữa, thì mới thật sự là phát khởi công phu. Cho nên trước khi mà mình có từ tâm thì đừng có tu. Tu gì lết cá nhân đừng có tu nữa. Phải dừng lại để chúng ta bắt đầu là tập tà từ đầu, rồi an trú được chánh niệm, rồi chúng ta tập phải giữ vững trong tứ quan nghi không bị lầm lẫn, rồi phải an trú được nơi hiện tiền và bắt đầu phát khởi cái tâm từ lại, rồi hãy đi vào công phu. Rõ quá rồi. Con đường tu tập quá rõ rồi, không có còn con đường nào khác. Nếu chúng ta học kỹ bài này là chúng ta đủ rồi đó, đủ để không phu rồi. Như vậy là tinh cần tinh tấn không lười biếng, ta an trú trong chánh niệm, không có loạn tâm nữa. Tới đây không có chuyện loạn tâm nữa rồi. Được tất cả những cái như thế này, và chúng ta xin cái quán tưởng này, chúng ta tinh cần tinh tấn tu tập, thì bắt đầu hiện ra chánh niệm. Chánh niệm hiện tiền. Thì nơi chánh niệm hiện tiền đó là tâm không còn tán loạn nữa. Chúng ta thấy là bắt đầu xảy ra cái khinh an liền, tức là cái nhẹ nhàng liền. Nếu mà từ đầu, từ cái chỗ an trú niệm cho tới tứ quan nghi, cho tới không so sánh phân biệt, cho tới phát khởi cái từ tâm, xong rồi mới tinh tấn tu tập, phải đạt được cái khinh an cái đã. Nếu không có khinh an không giải quyết được chuyện gì. Chúng ta nặng nề đi vào công phu là coi như sai. Cho nên là an trú trong chánh niệm thì là tâm nó không còn tán loạn, thì thân chúng ta tự động nó nhẹ. Chúng ta phải thấy rõ từng bước đi vào thiền định của Đức Phật dạy kỹ vô cùng. Bắt đầu chuẩn bị bước vào thiền định thì tâm không còn tán loạn nữa, do là đã tứ quan nghi, đã sống trong hiện tiền, rồi sống trong cái không so sánh phân biệt, rồi phát khởi từ tâm và bắt đầu tinh tấn để cho bắt đầu tâm nó được rỗng lặng,
thân nó được yên ổn nhẹ nhàng, tâm lặng lẽ hoàn toàn, thân nhẹ nhàng. Chứ nếu như cái thân mà không nhẹ thì chúng ta đi vào sâu thiền định cũng không được cái gì, và không bao giờ đi sâu vào thiền định được. Cho nên là trên nguyên lý của mình là cái gì? Cái thân này phải sao? Phải thông. Thông là nó phải rỗng, tới rỗng là nhẹ rồi đó, rồi mới thành không. Ba bước này mình không bước qua thì mình không có thể đi sâu vào thiền định được. Và khi cái thân thông là cái hơi thở là bắt đầu nó gì? Nó dài, nó thông, nó nhẹ và nó chậm rồi. Và tới chừng đó là chúng ta đã bắt đầu thấy cái thân mình nó nhẹ rồi đó. Rồi tới nó thông cái nữa là toàn thân nó rỗng, là mình thấy không phải thở bằng lỗ mũi nữa mà toàn thân thở, là tới lúc này là cái thân sắp sửa thành không rồi, thì mới đi vào thiền định được, chứ nó không vào được đâu. Thì như vậy là cái thân đã là được thông, được rỗng, được khinh an, và không hề có bất kỳ sự dao động nào, tại an trú trong chánh niệm rồi, chưa phải là chánh định hôm trước mà nó chánh niệm rồi. Thì như vậy là nó hiện tiền một khối và không có niệm thứ hai nữa. Nhưng mà chưa phải là cảnh giới thiền định. Chúng ta phải thấy rõ là Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là an trú trong chánh niệm là không có loạn thân khinh an và không có dao động cả thân lẫn tâm. Thân cũng không dao động mà tâm cũng không dao động trong lúc này. Nếu anh đang đứng là anh đứng có bụp như trời trồng, nếu anh đang ngồi là ngồi như chết, nếu anh đang nằm là nằm cứng đờ chứ không có nhúc nhích được đâu. Thân tâm gần như bị phá chặt. Đây là những cái bước đi vào thiền định chúng ta phải nắm rõ. Nếu mà chúng ta không bị phá chặt là tôi chấp ai vô thiền định. Cái chỗ mà đi sâu thiền định là gần như bị phá chặt cả thân lẫn tâm, phá chặt tâm thức. Như vậy là nếu một người mà đi sâu vào công phu thiền định mà chuyện này không xảy ra thì xem như chúng ta chưa có tới đâu, đừng có nói láo với người khác, mắc công mang tội. Nó phải xảy ra những cái tình huống này. Kể gì cũng được, là phải tới cái đoạn mà bị phá chặt thân tâm mới đã. Khi thân tâm bị phá chặt thì cái tâm dính mắc trong dục lạc tự động nó biến mất. Tại vì chúng ta đã an trú trong chánh niệm rồi, được cái thân khinh an nó rỗng rồi. Rỗng có nghĩa là cái thân này gần như là không, mà bây giờ nó đang bị phá luôn nữa. Cái dục vọng phát sinh á là khi cái thân còn dao động. Chúng ta nên nhớ điều này. Cái thân còn dao động cho nên nó mới đòi hỏi cái gì liên quan tới thân. Còn bây giờ anh bị khóa cứng rồi, anh hết nhúc nhích rồi. Lúc này muốn động não động cũng không được nữa. Não bộ cũng bị phá cứng, toàn thân bị phá cứng thì là ly dục ly ác pháp. Nếu mà cái thân này mà anh không phá chặt á là nó vẫn còn động, mà vẫn còn động rồi vẫn còn dục sinh. Cho nên đây là những cái bước đi vào thiền định một cách rất rõ ràng. Đức Phật dạy từ sơ thiền, nhị thiền để chúng ta thấy. Thì như vậy là người đó đã không còn dao động thân tâm. Thân tâm bị bất động, không phải là mình ngồi thiền bất động đâu nha. Cái bất động này xảy ra bất kỳ giờ phút nào trong lúc chúng ta đang tu tập. Nhiều khi mình đang đi đứng cái là đứng cả ngày, mưa gió kệ nó không có dính gì tới mình đâu. Nhưng mà chưa phải là vô định à. Ở đó mới là cái thành cái khối của chánh niệm thôi. Những cái này chỗ chánh niệm này hồi trước mình nói rồi đó. Để thấy rằng là định là một cái đường khác. Này mới là chánh niệm thôi. Nhưng mà đạo Phật chúng ta phải thấy rõ ràng là từng bước rất cơ bản đi vào thiền định là Đức Phật dạy không sót miếng nào. Có cái điều là chúng ta học không kỹ, chúng ta làm không đúng. Nói tới nó luôn, hồi mình tu vì mình cái là xong chuyện à. Đơn giản, đây là cái chìa khóa thật sự á. Nếu mình không phát khởi cái tâm mà vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên loài người á, là không bao giờ chúng ta tới cảnh giới này đâu. Đó là điều mà chúng ta phải biết khi chúng ta phát tâm tu hành. Như vậy là thân hoàn toàn không dao động thì lúc đó là tâm sẽ được định tĩnh. Tâm chúng ta sẽ được định tĩnh. Thì lúc này là mới bắt đầu được định tĩnh và rớt vào cảnh giới chuyên nhất. Chưa vô định nha, đây mới là định tĩnh thôi chứ chưa phải là chánh định nha. Đây là phân biệt rất rõ ràng. Thì thân không dao động bị phá chặt, tâm bật không còn khởi niệm. Nó nếu mà nói kiểu đó thì nó đúng hơn á. Thì bật không khởi niệm ở đây không có nghĩa là vô định đâu, chưa.
Chưa? Cả thân lẫn tâm đều bị đông đặc, không còn hoạt động được nữa. Nhưng mà chỗ này mới là chánh niệm, chưa phải là chánh định. Chúng ta nên nhớ cái này. Cho nên là thân được tinh tỉnh, xem như là không còn niệm bất kỳ một cái niệm gì xảy ra nữa. Và chỗ này mới dùng cái từ rất là khéo léo là đạt tới cái mức độ chuyên nhất thôi. Thành ra mình nói về cái chuyện nhất tâm của niệm Phật là tới cái chỗ mà chỗ này nè, người ta bị lầm, tức là đi đứng niệm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình không có còn ra khỏi A Di Đà Phật nữa, cứ là ngủ thức gì cũng A Di Đà Phật. Nhưng mà chỗ này mới chuyên nhất hả? Thì tôi dùng cái từ chuyên nhất trong công phu đạo Phật nó khác. Và tới đây kinh Nguyên Thủy cũng đã nói tới cái từ chuyên nhất này. Là chỉ có việc duy nhất à. Việc duy nhất là giờ mình đang thành khói. Việc duy nhất là tôi hết lúc lắc được rồi. Chuyện duy nhất là cái đầu tôi không còn niệm nào nữa rồi. Nhưng mà vậy mới là chuyên nhất thôi á, chưa phải là định. Đức Phật nói rõ ràng. Đây là cái mà tôi nói là phải nói là một cái bản kinh mà được dịch rất là sát nghĩa, để nói những cái bước công phu nó không có sai một vệt nào hết. Nếu mà anh vệt lệch một chút là không đi vô điền định được. Và phải khẳng định lúc nào xảy ra chuyện gì. Chứ nhiều người ngồi bật vọng niệm, ngồi mà cả tiếng đồng hồ vọng niệm không có khởi. Nhưng mà đó là cái cách chúng ta dụng không để không khởi niệm là khác à. Còn khi mà chúng ta bị bật, bị khóa chặt á, là một chuyện khác. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình hít thở cho đúng, mình hít cho thông, mình hít cho rỗng, và mình tới cái chỗ mình bật ý niệm, chưa phải chỗ này luôn á. Đó là công phu đè nén để đi vào niệm, nó là một cái chuyện khác nữa. Còn bây giờ là thân không dao động, bị khóa chặt, tâm không có động khởi một niệm nào, và lúc này mới là chuyên nhất thôi. Nghe chưa? Chuyên nhất thôi chứ chưa vào định. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Bởi vì khi mà nói tới chuyên môn là nó sẽ có những cái từ ngữ, những cái cách nói chuyên môn để chúng ta phân biệt là mình đang ở tình huống nào, mình vô nổi định hay là không. Chỉ đừng có nói là ngồi liêm diêm hít thở mà tâm mình yên là mình vô định, không có đâu. Chưa có định nổi đâu. Đây mới là chuyên nhất rồi. Này Bà La Môn, ly dục, ly ác pháp và chứng thiền thứ nhất. Thì khi mà hồi nãy mình nói lại là cái thân đã bị phá, gần như là chết tạm thời, chết lâm sàng á, đông hết, cô đặt hết, cứ ngắt như trời rồng, thì đây là chết lâm sàng. Chết luôn cả cái đồ, không có khởi niệm nữa. Đây mới là cái mà bắt đầu vô thiền thứ nhất, ly dục, ly ác pháp. Nó không có khởi được cái gì hết trơn á, không nhúc nhích và không khởi được. Thì ở đây thì gọi là trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc là do ly dục sanh. Là lúc đó chúng ta sẽ thấy cái gì? Như một núi Tu Di đổ với mình, bao nhiêu cái sự vướng mắc trong trần tục của mình lâu nay, bao nhiêu cái điều mà chúng ta nó cu men lâu nay, tự động nó tuôn đổ sập như sập một cái núi vậy đó. Và chúng ta nghe nhẹ tưng liền, giống như lâu nay là mình đang mang cái núi Tu Di trên vai của mình, bây giờ quăng xuống rồi. Thì bao nhiêu cái dục nhiễm của mình trong cuộc đời biến mất. Chúng ta nghe nhẹ một cách rất là nhẹ, mà giống như một người đang phiêu bồng, đang bay. Và một cái điều khác hơn nữa là gì? Cái dục lạc ở thế gian, nó là cảnh giới dao động. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Ví dụ như mình được tiền cái mình vui, mình được quyền cái mình vui, nó là cái dao động tâm để được hưởng cái dục lạc. Thấy không? Gọi là cái ngũ dục lạc, để nó sanh cái vui ở trong ngũ dục, thì nó là cái vọng động phát sinh. Nhưng ở đây thì không phải như vậy. Một cái trạng thái hỷ lạc nó vượt hơn cái tầng vui của cõi phàm, là tới cái tầng trời rồi. Tới đây là đã vượt cõi người này nha. Chưa tới đây không vượt cõi người đâu. Chúng ta sẽ nhận được một cái niềm vui phơi phới, nhẹ nhàng, thanh thoát, như là chúng ta nhận được một cái món quà mới trời ban, chứ không phải người phàm ban mình được cái này, tại tới cõi trời rồi. Thế đây là vượt cái trần người rồi đấy. Thì như vậy là chúng ta có một cái vui mà mình không bao giờ có cả cái cuộc đời của mình. Nếu mình không công phu là không bao giờ mình nếm được cái này. Và hết cái thế gian ngay giờ phút đó, không so sánh được một mảy tơ của một người rớt vô sơ thiền này luôn.
mới thấy ngon lành là xong rồi đó, bước ra khỏi loài người. Người này chết là không bao giờ trái lại, trở lại làm người nếu mà không phát nguyện độ sanh, là chết đi có rẹt lên cõi trời liền. Bỏ thân này tới cõi trời. Bây giờ mình tu tới đâu mình biết tới đó, chứ nếu tu không biết, mình bây giờ không có chấp tôi rời khỏi cõi người này, tôi đi đâu không biết, đâu có được. Tới đây là thấy rõ, tức là ai đã từng vào ra cái định này thì biết chắc rằng tôi không tái lai tới cõi người này nữa. Và từ đây tôi lên cõi trời tôi tu tiếp. Nếu bắt đầu rớt vào sơ thiền thì đủ sức để có thể rời loài người này. Cho nên muốn chết giờ nào chết, ở sơ thiền lơ mơ nó bỏ xác dễ dàng luôn, tới gần chết bắt đầu là bắt đầu gì nhập định trở lại, bỏ thân này. Cho nên bởi vì lâu nay tôi nói là cái chuyện mà chết mà biết ngày biết tháng cái chuyện nhỏ lắm. Nhưng mà ngoài tới đây nó đã làm được rồi nè. Tới đây là bỏ xác người là như bỏ cái xác phàm. Bỏ xác phàm mà bỏ cái cục đất nặng nề này, chứ không có gì hết, tới đây là đã nhẹ nhàng rồi. Không có nói tới cái chuyện tự tại sanh tử là đi được cõi này cõi kia. Chứ như tự tại sanh tử là một cái dạng khác. Nhưng mà tới đây được quyền rời khỏi cõi người một cách rất là nhẹ nhàng. Mấy người này là bắt đầu từ đó thì sao là chết rất là bình ổn. Và cái này thì nhiều chứ không có ít. Một trạng thái vui không bao giờ dùng ngôn ngữ người phàm có thể hiểu được, chỉ trừ những người ở trong cái trạng thái này. Cõi người không diễn tả nổi cái cảnh vui này đâu. Và cái niềm vui nó mênh mông tràn khắp nơi tâm của mình, nó ngấm từng tế bào của mình bị rung động hỷ lạc một cách kỳ lạ. Chứ không phải rung động cái đầu để nghĩ cái vui là mình được tiền, mình nhảy cờ lưng trúng số rồi đó, cái vui đó là cái vui dao động. Nhưng mà ở đây nó lại thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó phiêu bồng. Và tất cả những gì đang có nơi thân lẫn tâm của mình đều rớt vào trạng thái hỷ lạc. Từng tế bào nó vui kỳ cục lắm, chứ không phải cái đầu vui nữa. Toàn thân được rớt vào cảnh giới nhẹ nhàng, thanh cao và rỗng suốt. Có một niềm vui vô tận, vô biên hiện ra chỗ này. Là một dấu ấn đầu tiên để mình thoát khỏi cõi người. Nếu mà chúng ta tu tập tới đây là thấy mình thoát rồi. Nhưng mà chưa, nếu mà chúng ta học không kỹ thì mình nghĩ mình giải thoát là mình cũng lầm. Mà nhiều ông tưởng mình giải thoát cái cửa này lắm, cho nên nãy mình nói là bị lầm trong cái thiền định này. Chưa thôi, tới cái khúc sau nữa mới nói là từ tứ thiền mà chứng quả A-la-hán, có nhiều người bị lầm lẫn chỗ này. Chúng ta nói từng bước, phải không? Thì đó là cái thứ nhất. Thì với tầm, với tứ, diệt tầm, diệt tử. Hồi nãy khi mà bước vào cái cảnh giới gọi là lìa dục, tức là nơi mình, lúc này cái vướng mắc nơi trần tục tự động nó biến mất. Không còn dính mắc nữa, bất kỳ tài sắc danh thực thùy không còn dính mắc ở cái thân này nữa. Cái dục là gì? Thỏa mãn cho bản thân. Bây giờ chúng ta lìa thân để hết dục. Thì cái khoảng lìa thân hết dục là chúng ta nghe nhẹ nhàng, nghe thanh thoát. Tâm nó bị khóa chặt, nhưng mà chưa hẳn là nó đã sạch ý niệm. Hồi nãy là rớt vào một khối đúng không? Thì bây giờ lìa khỏi tầm, lìa khỏi tứ, tức là nó bắt đầu nó sạch những cái mà cái cù cặn nghiệp tập. Thì bây giờ bắt đầu nó lặng nè. Và nó mất đi cái cảnh mà còn dao động ngầm. Giống như bây giờ là chúng ta thấy cái thô ở trên cái biển, là gọi là cái gì, sóng biển ba đào nó thô đúng không? Thì bây giờ là rớt vào cái cảnh sơ thiền ly sanh hỷ lạc là nó mất sóng thô, nhưng mà cái gợn ở nơi tâm, cái sóng thức nó vẫn còn. Được gọi là tầm là tứ, tức là nơi mình cái ngã nó vẫn còn nè. Rồi là những ý niệm sinh khởi thầm lặng bên trong nó vẫn còn. Thì bây giờ người ta dứt tầm dứt tứ, tức là bắt đi những cái dao động lăng xăng nữa. Nhưng chưa phải vô chánh định đâu á. Cái này nó mới mà ngoài cái chỗ này theo tôi là nó ngang với được lặng, dứt được cái tưởng ấm. Lặng được tưởng ấm, tức là dứt tầm dứt tứ. Thì như vậy là nơi tâm hiện ra một cảnh giới yên tịnh và trong sáng,
sâu hơn cái hỷ lạc hồi nãy. Hồi nãy hỷ lạc là nó còn có cái gì rộn rã nơi thân tâm á, thì tất cả những rộn rã đó bắt đầu nó lắng trở lại, nó hoàn toàn thanh tịnh lộ ra. Nhưng mà nó nhẹ hơn cảnh giới trước, nó sâu lắng hơn cảnh giới trước, không còn dao động cái niềm vui hỷ lạc, và rất sâu trong cái an lạc. Cái an lạc này là sâu hơn cái hỷ lạc, nó yên ổn mà vui. Hồi nãy là vui cũng yên nhưng mà nó còn thô. Bây giờ nó rất là yên, nó rất là lắng, nó rất là thanh tịnh và tràn ngập cái niềm vui. Tức là cái chỗ này gọi là định sanh hỷ lạc. Thì vậy là an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Cũng vui nữa. Tại vì sao? Đã từng mang gánh bao nhiêu cái nghiệp tập phiền não, bao nhiêu sự vướng mắc trong trần gian, bây giờ rủ một cái nó rớt xuống cái thứ nhất rồi là vui rồi. Nhưng mà cái thứ hai nó là yên tĩnh, nó rỗng lặng, nó mênh mông, nó hiện ra. Chưa thấy cái gì nhưng bây giờ đang thấy tâm mình thôi. Những cảnh này là chưa phải là cái cảnh của tuệ sanh. Đang bước những cái bước đi sâu vào thiền định. Thế vậy là vừa an lạc, vừa thanh tịnh một cách rất là sâu lắng, nhưng mà nó mênh mông lạ thường lắm. Lúc này là hành giả bắt đầu là dần dần rời xa cái gì, cái thân của mình, và mất đi những cái tâm lăng xăng lộn xộn, hiện ra một cái cảnh yên lặng rõ ràng, rớt vào định. Trạng thái đó là gọi là nội tĩnh nhất tâm. Nghe chưa? Hồi nãy là chuyên nhất, bây giờ mới là nhất tâm. Chứ chưa có được gọi là định sâu, mà đây mới là nhất tâm thôi. Cho nên đó là chỗ này nó ngang với cái chỗ nhất tâm bất niệm của Di Đà là kỳ nhân lâm mạng chung thời, phải không? Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hàng đại kỳ tiền. Đó là gì? Cái đoạn kinh Di Đà là gì? Chẳng thể có thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi quốc kia, đúng không? Nếu có một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào niệm Phật một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì người đó khi lâm chung là Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra. Thì đây là cảnh giới nhất tâm, gọi là nội tịnh nhất tâm. Hồi nãy là chuyên nhất, bây giờ tới nội tịnh nhất tâm. Thì sâu nơi tâm của mình, nó không còn có cái không còn có tầm có tứ, có nghĩa là không còn dao động, dù là một cái mảnh tơ rất là nhỏ nó cũng không còn. Nhưng mà nó không phải là cái cảnh mà dứt cái trạo cử, giống như là đi mười kiết sử bên kia, hai cái nơi khác nhau. Đây là con đường của thiền định nha. Con đường phá mười kiết sử là con đường vừa định vừa tuệ, thì con đường kia nó khác nữa. Đây là đi sâu vào thiền định thôi. Như vậy là nơi tâm bắt đầu nó đầy cái tĩnh lặng. Chúng ta dùng cái từ đó là đúng nhất á, đầy cái sự tĩnh lặng. Nó sáng vằn vặc như trăng rằm. Tới giờ phút này là nơi tâm mới sáng nè. Còn trước kia là nơi tâm nhìn vào, ví dụ như bây giờ mình nhắm mắt mình nhìn coi rõ ràng là mình thấy mù tịch à. Mình không thấy gì hết á, nhưng bây giờ là bắt đầu nó sáng rực lên. Chúng ta nhìn vô tâm nó sáng rất là sáng, mà sáng mà nó rất là rỗng, nó rất là yên, nó rất là sáng. Chỗ này nó có nhiều người hiểu lầm, nó gần như giống hào quang, mà thực sự hào quang bắt đầu sinh ra từ cái chỗ yên này nè. Chỗ yên định này là chúng ta thấy là nó từ sáng cho tới vàng rực. Chúng ta chỉ nhìn thấy và vàng, sáng trắng và vàng thôi, chứ chúng ta không thấy cái gì khác. Và nó rất là yên, nó rất là sáng, nó rất là rộng, nó rất là an lạc, nó rất là vui, kỳ lạ lắm, không diễn tả được. Tức là bây giờ quẳng gánh nặng rồi, tới một cái cửa ngõ khác, sanh một cái tầng trời khác, bước qua tầng trời cao hơn hồi nãy, ở một cảnh giới trời đầy phúc lạc. Nếu mà chúng ta bỏ thân mạng trong lúc này thì vẫn sanh một cõi trời khác, nhưng mà vẫn còn ở cõi trời dục giới chưa ra đâu. Đây là những cái cảnh của trời dục giới. Thật ra nói mình thích việc được sanh về cõi trời, nó có cái sướng đó đó, là bỏ thân này thì ở cõi này là lo ăn, lo mặc, lo ở, lo đủ thứ, đúng không? Vừa sanh cõi trời là ăn mặc ở không lo, hết lo rồi.
ăn tới giờ có bát báo hiện ra mặt thì y này không thích thì y khác hiện vô, khỏi cần đo, khỏi cần kiếm thợ may cà chớn, thợ may nó thích may nó đẹp, không thích nó may xấu cho mình. Thế là cõi trời phước mình sao rồi y phục mới hiện kiểu đó, không có chọn lựa được. Đó thì như vậy là cái người này nội tỉnh thôi, chứ chưa dùng từ là định tĩnh mà hay dễ sợ luôn đó. Nội tỉnh nhất tâm thì chỉ còn có một cái duy nhất là cái tỉnh, không có còn có cái yên như hồi nãy là yên, bây giờ là tỉnh. Chỉ còn có cái duy nhất là sáng thôi chứ không còn cái thứ hai nữa. Bởi vì giờ con đường thiền định nó dễ bị lầm lắm. Và rõ ràng tới đây Đức Phật dạy quá kỹ cho nên mình cũng khó lầm. Đó, học qua cái này rồi là chúng ta thấy là mình rất là khó có bị lầm trong thiền định. Nếu mà anh đi sâu thiền định mà anh không sáng là anh thua ở cửa thứ hai rồi. Anh được cái ỷ lạc trước đúng không? Nhưng mà nó mới sáng. Rồi bây giờ là bước qua cửa thứ hai nó rực sáng hơn cái cảnh của sơ thiền gấp hàng triệu lần. Thì cái rỗng bây giờ nó thành cái không. Hồi trước anh kia anh rỗng à, bây giờ anh thành cái không mà cái lặng mà cái yên và cái sáng nó hiện ra. Không mà lặng yên và sáng, chúng ta nên nhớ điều này. Thì lúc này là lúc thật sự nhất là phải sáng. Và chúng ta sẽ có một cái nội lực lạ lắm. Chúng ta thấy mình được một cái gì đó rất là vững vàng, một cái nội lực rất là vững vàng lạ thường lắm. Mình không có còn sợ cái gì nữa, mình không còn dính cái gì ở cõi trần này nữa. Mình đã thấy mình lìa thoát, mình đã thấy mình ở một cái cảnh giới mới. Và cảnh giới này là một cõi giới sáng, một cõi giới sáng ở nơi tự tâm hiện ra với đầy cái nội lực và sự tỉnh giác của mình. Cái này không có vụ xen tạp ý niệm tào lao được, tức là nó vượt qua hai cái tầng đó rồi là ý niệm rất là khó sanh. Thì ở đây là vượt qua khả năng là vượt qua tưởng được rồi đó. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự thọ lạc mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, ta chứng và an trú thiền thứ ba. Ở đây chúng ta thấy là cái vui của sơ thiền là lìa cái dục, cái vui của nhị thiền là an trú trong cái cảnh lạc thọ. Cảnh lạc đó là thọ lạc, vẫn là cái lạc, cho nên dứt khoát là phải xả thọ khổ và thọ lạc. Ở trần gian khi còn vướng mắc thân tâm thì thọ khổ, mà ra khỏi ngũ dục là bắt đầu hưởng cái thọ lạc. Chúng ta thấy rõ ràng còn dính mắc trong ngũ dục là thọ khổ, còn nguyên mình có vui đi nữa thì cũng vui trong cái bất an dao động, chứ mình không có vui yên ổn. Bây giờ mình được yên, mình vui, đó là một cái dạng thọ lạc. Và cái thọ này phải xả. Chúng ta còn phải tới những cái tầng mà có thọ khổ, thọ không khổ, thọ không vui nữa. Bây giờ đang trong cái yên mà vui, bây giờ chúng ta phải xả sạch cái vui đó, để là chúng ta ở cái lạc trú á, nó không phải là cái niềm vui mà là lặn cái vui này xuống. Chúng ta dùng cái từ là lặn cái vui này xuống, chỉ là một cái sự yên tĩnh thôi. Cho nên đó là ly hỷ, lìa cái vui và trú ở nơi cái xả. Tới đây mới gọi là xả nè. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy là mình sơ thiền á, là mình ngập tràn cái niềm hạnh phúc. Nhị thiền nó rất là yên, nhưng mà hạnh phúc cũng trào dâng tràn ngập. Và chúng ta nếu mà như không ở đây mà không xả đó ha, mà mình tịch là mình ở chỗ vui, chỗ ánh sáng, chỗ an lạc đó hoài. Và chúng ta tương ưng với mà cõi giới trời với đầy ánh sáng tràn ngập niềm vui đó. Nhưng mà không có tiến sâu được. Cho nên vừa sáng vừa vui là vừa yên tĩnh là cái cảnh thiền thứ hai. Vì vậy là vẫn còn lạc cho nên phải xả. Xả cái này mới khó à. Cái trần gian mình thấy mình nổi mà xả cái khổ thôi, mình xả không nổi đúng không? Nhưng mà cái vui này á, là hồi đó giờ mình không có gặp. Mà nó lại là tràn ngập, chứ không phải niềm vui là sinh khởi bình thường. Và nó đầy sự yên ổn,
và nó đầy ánh sáng thì rất là khó xả. Công phu này khó phá lắm. Mà nếu như không được Đức Phật dạy thì chỗ này có chừng bị dính đó. Tại vì nó yên ổn, nó giống như cảnh giới Niết Bàn, tại vì đâu có khởi niệm đâu, nó chỉ lùi vui thôi. Nhưng mà lắng sâu trong thiền định thì cái vui này vẫn là còn thô. Cái thô của sơ thiền thì đã là một cái tầng vui thô rồi, bước qua cái định này rồi, bước qua cái nhất tâm này rồi vẫn còn thô. Cho nên bắt buộc phải xả để đi sâu vào thiền định nữa thì phải là ly hỷ xả trú, không còn dính trong cái hỷ và không còn trú trong cái thọ nữa. Ánh sáng nó vẫn rực sáng, nhưng mà sáng là sáng chứ không có mang theo cái vui giống như hồi nãy. Cho nên là lúc này á, cái mà dùng cái từ chánh niệm tỉnh giác ở cái tầng này là thuộc một cái tầng cao hơn nữa. Lúc đầu chúng ta chánh niệm tỉnh giác ở một cái tầng thô, bây giờ chánh niệm tỉnh giác để sao? Để không cho lạc thọ sinh khởi. Không, hồi nãy á, chánh niệm tỉnh giác để không cho những cái vọng động sinh khởi, bây giờ phải chánh niệm tỉnh giác để không cho cái lạc thọ sinh khởi, một tầng cao hơn. Cái khổ thọ mình dính gần nào thì cái lạc thọ mình cũng sẽ dính mắc tầng đó, khó ra lắm. Phải đủ cái tỉnh giác, đủ cái chánh niệm để không cho sinh khởi cái lạc thọ. Thì đây là một cái tầng chánh niệm, nó ở một cái tầng rất là cao, rất là sáng suốt, để đủ có thể thấy là thiệt có mình khổ bao nhiêu ngàn kiếp rồi mà vô tới đỉnh này là mừng thôi, là ngồi đó ăn mừng, khỏi thèm đi đâu, mình cũng sướng nữa, hạnh phúc tràn dân rồi. Nhưng mà như vậy là vẫn còn trú niệm lạc. Là cái này phải xong, và chánh niệm thực sự. Thì cái thân cảm cái lạc thọ đó của các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Lúc này á, nó chưa có rời hẳn cái thân này luôn, không? Tại vì còn ở cái tầng này thì nó chưa ra, chưa thoát hẳn cả thân lẫn tâm của mình. Thì mình cảm giác được một cái niềm vui nhẹ nhẹ của một vị thánh. Và niềm vui đó là gì? Là niệm thọ lạc không có, tức là thoát khỏi cái khổ và thoát khỏi cái vui, thoát khỏi thọ khổ và thoát khỏi thọ vui. Mặc dù chưa chứng được việc thọ tưởng định để dứt trừ ngã chấp, ở đây vẫn còn ngã, vẫn còn, cho nên còn cái thọ khổ và còn thọ vui. Đây chúng ta thấy rất rõ là con đường thiền định rất là cực chứ không có đơn giản đâu. Không biết là bài này phần sau Đức Phật có nói tới mấy cái tầng định sau hay không. Như vậy thì là thân của mình, cái sự thọ nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Và chúng ta thấy cái sự an lạc này nó khác với cái hỷ lạc. Hồi trước là hỷ lạc, đúng không? Thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do ly dục, trạng thái hỷ lạc do định sanh. Bây giờ trạng thái an lạc do mất hết hai cái thằng hỷ kia. Thì vậy là nó không có vui rộn rã, không có vui rộn rịp, không có vui tưng bừng giống như trước đó nữa, mà là một cái gì đó rất là yên ổn, rất là thanh tịnh. Gọi là ở đây đúng cái từ á, này là xả niệm lạc trú thì không phải, nhưng mà là đúng cái từ là gì? Thanh tịnh lạc thố. Tức là cái thanh tịnh này nó sinh cái an lạc ở trong cảnh giới thanh tịnh, chứ không có cái hỷ nữa. Cái hỷ là vui, còn cái đây là cái lạc, là nó tinh tế, nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng, nó rỗng lặng và nó rất là yên. Thì vậy là người mà nếm được cảnh giới này thì họ cũng ngỡ rằng đó là thánh rồi. Đây dùng từ là ngỡ rằng cảnh giới thánh, tại vì trần gian đã xa với mình dữ lắm rồi. Thì cái tầng thiền này là đã xa, thiệt là xa đối với cảnh giới phàm của mình rồi. Nhìn thấy cõi phàm là không có nữa.
Mình thấy rõ ràng là mình lìa khỏi trần gian này. Mình thấy rõ ràng là mình ở một cảnh giới rất là yên ổn, rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà không phải thọ lạc, không phải hỷ lạc, không phải ly hỷ diệu lạc, không phải hỷ lạc do niệm, do định sanh. Mà đây là một cảnh giới thực sự là cái thanh tịnh, cái an lạc bắt đầu nó phát sinh. Thì vậy là tới thứ ba là chứng và an trú thiền thứ ba. Tới đây mới gọi là chứng và an trú thiền thứ ba. Mà chúng ta nếu mà đi vào con thiền định, đi vào con đường thiền định là phải trải qua ba cảnh giới này. Rồi bắt đầu là xả cái lạc và xả cái khổ để đạt được cái diệu hỷ ưu đã cảm thọ trước. Tại sao ở đây gọi là xả khổ? Ủa, khổ nãy giờ nó mất tiêu, tới đây còn phải xả nữa sao? Khổ là cái gì? Khổ là một cái sự dính mắc trong cái lạc thọ. Cho nên xả lạc thọ mà anh xả không được là xem như anh bị vướng mắc, là xem như anh bị khổ. Anh ra không được, ra không được là xem như bị dính mắc, là xem như bị khổ. Chứ không phải khổ là những cái phiền não nữa. Đây không có nói có chuyện khổ là phiền não, mà khổ là sự vướng mắc. Cho nên đây là phải xả cái lạc và phải xả cái vướng mắc ở trong cái lạc đó. Mặc dù là hồi nãy là đã có một cái cảm thọ, sự lạc thọ gần giống như một bậc thánh để an trú trong cái cảnh giới an lạc đó rồi. Nhưng mà còn dính mắc cái cảnh giới an lạc thì xem như là anh còn khổ, anh chưa ra được. Thật ra người tu mà muốn hết cái thọ lạc, muốn hết cái thọ khổ, rồi ở cái tầng sâu, đầu tiên là cái khổ của thế gian ở dướng mắc dục lạc. Bây giờ qua hết cái khổ thế gian dướng mắc dục lạc thì dướng mắc trong hỷ lạc cũng là một cái dạng đối với đạo Phật xem như cái đó là một cái sự nặng nề, một cái sự vướng chấp và dính trong cảnh giới, gọi từ đúng sáng chính xác là dính trong cảnh giới. Và còn cảnh giới để mình có thể an trú được thì đó là một cái cõi khổ của mình. Cho nên đối với thiền là phải sao vô trụ, vô tu, vô chứng, là phải vượt qua cái tầng này, vượt qua tới cái tầng thứ tư này mới nói tới cái chuyện vô trụ, vô tu, vô chứng nè. Vì vậy là họ không có trụ được cái lạc thọ hết rồi thì mới hết cái khổ. Cái khổ này là khổ ở cái tầng trời chứ không phải khổ kiểu cái thế gian mình. Cho nên mình nghe cái từ khổ của mình nghĩ là tới đây lấy gì khổ. Mà thiệt tới đây không còn cái chuyện khổ mà. Mà quý vị biết á, nếu mà mình đi sâu vào thiền định thì mình mới thấy cái khổ xảy ra, chứ mình không phải là chuyện bình thường đâu. Ví dụ rớt vào cái chỗ an lạc đó, áo mình lên nữa mình lên không được, mà mình xuống cũng không được nữa. Tức là muốn trở lại cõi phàm mình cũng đâu có trở lại được đâu. Tới đây là không có trở lại cõi phàm được đâu. Nhưng mà mình vượt hơn nữa mình không vượt được. Có khi là có những người trải qua hàng 6 tháng trời này nè, khóc không biết khóc tiếng gì luôn á. Mới thấy cái sự dướng mắt trong cái cảnh giới là một cái khổ. Chứ đừng có nói là dướng mắt trần gian là khổ là sai. Thì như vậy là cứ mỗi lần mình đó là nhập định đó, là tới cảnh rỗng lặng mênh mông thanh tịnh an lạc đó mà tiến nữa tiến không được. Không tiến được mới là khổ, và không lùi được luôn. Cứ ngồi đó là nó xảy ra an lạc thanh tịnh. Cứ là nhắm mắt lại xảy ra an lạc thanh tịnh. Đứng đó an lạc thanh tịnh, ngồi nằm gì nữa cũng an lạc thanh tịnh hết luôn. Và mình ra không được. Thì đây là nỗi khổ của những cái vị mà ở trong thiền mà không có thoát khỏi cảnh giới. Đây là một cái sự thật về cái nỗi khổ. Hồi nãy là hết lạc rồi, bây giờ vướng mắc cảnh giới. Mọi cái cảnh giới mà yên ổn an lạc thanh tịnh mà ra không được. Mình biết tới đây cái tuệ nó bắt đầu nó có một chút để sinh khởi rồi nha. Do vậy mà là mình thấy được cái chỗ cảnh giới mình đang ở là chưa phải tận cùng. Mà chưa phải tận cùng thì tự động nó sẽ muốn để thoát ra, nhưng mà thoát không được. Ví dụ ở trong cái cảnh giới này, tôi nói là hồi xưa vướng mắc trong tình ái, vướng mắc trong tiền tài, vướng mắc chuyện này chuyện kia, nó là rất là nhỏ. Ở chỗ này rồi mới thấy là cái khổ của mình. Hồi nãy giờ hưởng hết sự an lạc, rồi xả hết sự an lạc, không phải là đau khổ trần gian, mà là một cái sự bế tắc, một cái sự tù túng. Mặc dù nó mênh mông so với hồi nãy, so với hồi ở còn trần gian, là bây giờ nó đã là mênh mông rồi.
Nhưng mà mình ở cái chỗ mênh mông đó, hồi đầu nó là mênh mông như bây giờ, nó lại là tù túng với mình. Mặc dù nó là sáng rực, mặc dù nó là mênh mông, nhưng mà mình ra khỏi thằng này không được. Mình ra nó không được, cứ dùng giải chỗ này nhiều tháng, nhiều năm luôn. Để nó tức ói máu luôn được, không có chia sẻ người khác được. Thầy tổ bí lù, phải nói như vậy, phải nói là cao thủ thực sự mới đẩy mình qua cái cô này, còn không là chịu chết. Nhiều lần tình thầy nói thầy dán sống vậy đi con. Nó biết nói một câu gì hơn đâu. Sống vậy tôi đã ức rồi, con ói máu ở đây mà sống vậy là sống sao? Nó ra không được, cứ dùng giải và cứ ngồi thiền liên tục ở trong cái cảnh giới không, không phá được. Cứ là thả cái nó rớt vào không à. Thả cái rớt vào không, thả rớt vào không. Không thả nhiều khi nó cũng rỗng luôn, đi đứng nằm ngồi nó cũng rỗng, không có thân. Nó giống như là mất cái thân này, nó đã mất cái tâm này, nó không còn cái gì để dính mắc thân tâm mà tiến cũng được. Tới khúc đó rồi mới thấy cái khổ xảy ra. Cho nên này phải xả được thằng khổ đó mới ra được. Xả hết lạc rồi mà khổ còn. Tức là còn dính cảnh giới. Cái khổ là không vượt cái tầng cảnh giới đó thành cái khổ. Và cảnh giới này đúng là cái sự trói cột của hành giả. Cho nên vô thiền định là mấy cái này khó lắm, đâu phải đơn giản đâu. Nhiều khi ngồi đó nó bập dứt cả ngày lẫn đêm. Mà cái này nó vượt khỏi cái sự đông cứng hồi nãy à. Cái hồi đầu á, trước khi vô sơ thiền đó là nó đông cứng. Nhưng mà đi sâu thiền bây giờ nó là cái sự rỗng lặng. Nó là một cái mênh mông nhưng mà là chết lặng. Cái mênh mông không dao động được. Và rõ ràng là khi mà mình rớt vô cái mênh mông này á, thì mình thấy rõ ràng là mình đang ở đó. Mà mình thấy rõ ràng là mình còn, mà mình quyết tâm để mình ra. Lúc đó chỉ còn có con đường cắm đầu lại Phật. Hết đường ra rồi. Từ nơi đó nếu là 18 tầng địa ngục phải chịu thôi, anh không có ra được đâu. Và cứ ở hoài trong đó nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm chứ không phải một ngày. Tôi nhớ năm 7, 18, năm 8, 17, 18 đúng rồi đó. Nói giờ mình hiểu về cái chuyện này nọ kia, nhưng mà qua cái lần nhập thất đó hả, nguyên một tháng nó ra không có được. Đâu phải ra một tháng rồi ra xả thì thất, xả thất ra một tháng nữa kéo dài có 5-7 tháng nữa. Yên ổn, an lạc không phải là không có. Tức là cái cảnh lạc hồi nãy là vẫn nguyên. Mặc dù mình xả nhưng mà mình vẫn yên ổn, vẫn an lạc, vẫn thanh bình. Nhưng mà một sự bức bách nó bao trùm mình là tại vì mình ở đây hoài mình không có phá được. Cứ thấy giống như là một cái màn kiến mờ mờ ở ngoài kia, đục bể kiến là bầu trời mênh mông quá mẹ. Mà đục hoài đâu có ra giọng đầu vô đó, hoài là dội ngược hoài. Nhưng mà rớt xuống thì rớt không được. Kêu mình dừng công phu mình lấy cái gì để dừng, không rút lui được. Đây là một cái khó, rất là khó. Ai rớt vào cái cảnh này thì mới phải nói là thông cảm với cuộc đời của người tu. Họ không phải khổ chuyện thế gian mà cảnh giới không thoát ra được. Không thoát ra được tầng, giống mình tưởng tượng như là đó, cái tầng trên tới đó là nguyên cái nhà rộng mênh mông, đóng cửa bích luôn, bích bùng luôn. Tưởng tượng cứ lúng túng trong cái nhà này nè, dư chỗ ngồi, dư chỗ nằm. Có nghĩa là mình rất là rộng rãi, mình rất là mênh mông, cho mình không bị chật vật giống như trước nữa. Cái đoạn mà rớt vô cái niệm hồi trước đó là chuyên nhất hồi trước á, thì nó lại là cô đặc đông cứng, khiến mình không có nhúc nhích. Thấy chưa? Này khác nhau. Thì anh kia cũng làm mình khổ ghê gớm lắm, anh kia dễ phá hơn anh này. Tới anh này rồi mình cũng rộng rãi, mình cũng mênh mông, mình cũng tự do lắm, nhưng mà ra khỏi cảnh giới là ra không được. Ráng mà xả cái lạc thọ là cái bây giờ tôi không còn có cái lạc thọ, nhưng mà cái yên ổn thanh tịnh nó vẫn còn nguyên ở đó. Thanh tịnh mà làm cho mình bị cảm giác tù túng, chứ không phải thanh tịnh là cái mênh mông để vượt thoát. Cho nên từng cái tầng bậc tâm nó diễn ra một cách rõ ràng trong lúc chúng ta thiền định, chứ không có thể nói là mình không có trải qua những cái chuyện này rồi mơ mơ màng màng nói đạo Phật kiểu này kiểu kia, kiểu không có giải quyết được cho mình. Chứ đừng có nói mà nói khoác trước công chúng là kẹt lắm. Trong cái cảnh giới này là tới đây rồi sẽ biết. Nếu mà anh đi bằng con đường thiền định nhưng mà thực sự đối với công phu đạo Phật không trải qua những cái kinh nghiệm của tứ thiền thì coi chừng á, là cũng có những cái mà chúng ta không đi sâu vào thiền định. Mặc dù con đường đốn giáo kia nó là một con đường khác không cần tứ thiền này, nhưng mà chúng ta phải trải nghiệm này. Cho nên đó là các vị thấy rất là rõ về những cái bước thiền định để vượt thoát. Đây là những cái bước thiền định để rồi mình vượt thoát.
Vì vậy mà cuối cái lịch sử vẫn còn ghi lại là Đức Phật dạo tới dạo lui bốn cái cửa này xả kia, là cái đó nó hơi bị tào lao thôi. Mấy thằng cha không biết nó vậy ở cái đoạn sau. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật phải dạo từ sơ thiền tới tứ thiền rồi mới xả lại, rồi mới nhập sơ thiền, tứ thiền lần thứ hai, nhập sơ thiền lần thứ thiền. Có một cái ông đứng ở ngoài, ông đọc thiệu nữa. Đó, Đức Phật bắt đầu vô sơ thiền rồi đó, Đức Phật bắt đầu tới nhị thiền, Đức Phật bắt đầu tới tam thiền, Đức Phật bắt đầu tới tứ thiền, Đức Phật đang xả đó rồi Đức Phật trở lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái kiểu đó đó. Định của Đức Phật mà có một cái cha nào thấy được để đọc nữa mới là vui chứ. Vậy mà dám viết trong lịch sử Đức Phật trước cái phút lâm chung, thiệt là tình luôn á. Nhưng mà tới đây thật sự là cái định này thô định nha, định này bên ngoài thấy được. Ở cảnh giới trời thì rõ ràng là thấy được, chứ không phải là không thấy đâu. Bậc thánh thì có thể thấy mình vào ra mấy cái cửa này, mở cửa, đóng cửa là mấy ông thấy hết á. Còn ở trong là lúng túng, lùng tung, bị thấy luôn. Nhưng mà có điều là, đó mới trở lại cái hồi nãy. Cái nguyện lực của mình hồi trước đây á, tới chút chỗ này gần như là phải dùng cái từ là cái gì? Là không có gì, không có dụng công được, không có làm gì được hết trơn á. Thì bây giờ còn cái cuối cùng là nguyện lực của mình. Chỗ này qua bằng nguyện lực tin không? Chống quải qua bằng công phu. Hết khổ thọ, hết lạc thọ rồi, nếu mà nguyện lực anh không lớn, anh đứng ở đây hả, nhiều tỷ năm luôn á. Ra cái nguyện lực. Hồi nãy Đức Phật siêu, phải nói là dẫn đường cho chúng ta đi mà vẫn rất là kỹ, là phải đó, vì là thương tưởng cho cuộc đời, vì lợi ích cho muôn loài, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình đi sâu vào thiền định này. Và lúc này cái đó nó mãnh liệt lên. Lúc này mình thấy là mình đã hết khổ nha, mình đã hết vui, và mình ở một cái chỗ rỗng lặng, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Nếu mình nhìn lại thì ôi cha, nó lóc nhóc, nó khổ dữ quá trời quá đất kìa. Mình quyết lòng mình ra chỗ này để mình tự do, mình cứu nó. Lúc đó mình chỉ cần thấy vậy thôi cũng được nữa. Có nghĩa là cái nguyện lực bắt đầu nó sống trở lại, cái từ tâm bắt đầu nó sống trở lại, mới phá nổi cảnh giới này. Không phá không nổi. Lại Phật sám hối cũng là chuyện riêng tư. Nhưng mà cuối cùng thì vì cái chuyện vị tha, mình thấy nhiều người còn đau khổ, còn bức bách, còn mê lầm, và họ còn tù túng, họ còn vướng kẹt nặng hơn mình, họ khổ hơn mình nhiều lắm, và mình cần cứu thoát họ, cần vượt qua để cứu thoát họ. Và cái tâm này phá liền sau hơn 8 tháng mà không có phá khởi này, nó không phá được. Một cái chuyện rất là kỳ cục. Và như vậy thì song song với thiền định là từ tâm mới có thể tiến sâu vào công phu. Theo đạo Phật nói tới nói lui mà không có vì người, không có vì từ tâm để mà tu tập thì thua. Cho nên mình nhìn thấy những người mà lạnh như tiền để tu, tôi nói rồi là phải chờ vài ngàn kiếp nữa đi. Cái tâm mình mà không có mềm mại, cái tâm mình mà không có gì chúng sanh để công phu, là tôi chắc là người này sẽ còn nhiều ngàn kiếp sinh tử nữa. Cho tới một ngày mà chúng ta thấy nó rực trên ánh mắt của họ với đầy cái sự thông cảm và thương yêu cuộc đời á, nó lộ ra thì người đó sẽ ngộ đạo. Còn mà khăn một khối á, mà lạnh như tiền á, thì biết là thua rồi. Không phải là vô thiền định là cái tâm mình nó phải mềm ra, mềm mại một cách lạ thường. Chỉ cần á là nghe một chút xíu cái sự bức bách đau khổ của người khác là mình gần như bị nhói tim thật sự. Nó lạ lắm, chứ không phải là mình bị động tâm đâu. Cái lòng từ nó có một cái xảy ra mà gọi là động tâm từ, gọi là động tâm từ chứ không phải là động theo cái kiểu tình cảm thương yêu nữa. Một cái sự thông cảm trào dâng, một cái sự quan tâm lo lắng kỳ cục lắm. Nó phải xảy ra nơi tâm của mình. Nhưng mà mình nghiệm lại, mình hồi đầu rung lắm nha. Hồi đầu bị động rung, ủa sao tu tới đây nó bị động dữ vậy trời. Nghe chuyện gì cũng động hết trơn á. Nhưng mà tới hồi mình lắng sau trong thiền định rồi, nói cái chuyện này mà không có xảy ra là trí không có gì khai được. Nhưng mà cho tới song song từ bi và trí tuệ, ảnh được bùng vỡ một lượt. Thì cái chuyện mà thông cảm đến mức độ tận cùng cái đau khổ của tất cả chúng sanh muôn loài phải xảy ra, là lúc đó trí đã thấy tất cả các loài các cõi, thì thánh trí mới hiện ra.
Cho nên là bị vướng cái cảnh giới là một trong những cách rất là tù túng. Bị nhốt trong cái nhà rộng thôi. Nhốt nhà rộng mà mình muốn ra ngoài chơi đó, phá cái này thì chưa phải là chứng thánh liền đâu, nhưng mà phải phá cảnh giới này một cái nữa. Thì như vậy là xả lạc thọ và xả khổ thọ. Và cái ưu tư ở đây không phải là cái ưu não, không phải là phiền não nữa nha. Thì như vậy là cái diệt luôn cái hỷ, cái ưu đã cảm thọ ở trước, tức là xả khổ, xả lạc, thì cái hỷ và cái ưu á nó tan biến. Bây giờ là nơi tâm, là cái người mà bắt đầu chứng tới thiền thứ tư này là tuyệt đối không còn thọ khổ, thọ vui nữa. Chúng ta phải dùng từ là tuyệt đối, tới đây mới được rõ là ra khỏi cái thọ nè. Mà ra khỏi cái thọ thì ngang với cái gì? Phá ngũ quẩn, nó phá cái tầng thứ hai sắc quẩn, xong là tới thọ quẩn rồi. Thọ quẩn là nó phá luôn cái cảnh giới mà thọ không khổ không vui nữa. Nhưng ở đây là mới diệt cái thọ khổ thọ vui thôi. Còn cái thọ không khổ không vui là chứng tứ thiền. Chứng tứ thiền là vẫn còn đang ở thọ không khổ không vui. Ồ, thì thọ đâu phải dễ ra đâu. Đâu phải dễ ra đâu. Chưa cái thành thọ này dài luôn cho tới cái mức độ cuối cùng chứng diệt thọ tưởng định, chứng quả A-la-hán. Trước khi mà thánh tí sanh thì phải diệt được cái thọ không khổ không vui. Vẫn còn cái thọ. Thọ này chính là cái thọ mạng. Do vậy mà cái thọ này cũng là cái thọ ngã. Cái chấp nhận có mình riêng. Bây giờ mình đã vượt qua những cái kia rồi à, nhưng mà còn có mình đó là không khổ không lạc. Còn cái người không khổ không lạc chứng được cái thứ tư thiền. Thì vậy là đối với thiền tông thì tới đây mới chưa giải quyết được cái thằng thứ hai, mà là đã kỳ thú lắm rồi. Đã kỳ thú lắm rồi. Cho nên điên đường thiền tông nó phá sát quẩn, nó vượt tầng, nó ra ngoài không gian, rồi nó thấy cõi này, nó ra ngoài thân tâm, rồi nó thấy cõi này là một con đường khác hoàn toàn, không phải là con đường thiền định. Ở đó con đường thiền định là một con đường khác. Cho nên đó, mà ở đây cái điều hay là Đức Phật dạy vừa thiền định mà dạy cái đạo đức của cái người tu và cái tâm từ của người tu. Cho nên mình thấy chỉ cần mỗi người mà có một chút xíu bị khiếm khuyết về đạo đức thôi là tự chấp người đó tu. À thế vậy chứ công phu thiền định nó kỳ cục lắm. Một chút xíu thôi ở họ có một cái thái độ mà bị khiếm khuyết đạo đức là không bao giờ đi sâu vào thiền định tu tập được. Không phải dễ. Tới đây á là mới có hết rồi là không khổ không lạc à. An trú thiền thứ tư không còn khổ không lạc nữa. Và tâm thanh tịnh hiện khởi, gọi là xả niệm thanh tịnh, chứ thực sự mình phải dùng cái từ chính xác là tâm thanh tịnh hiện khởi. Hiện khởi nhưng mà vẫn còn mình nguyên si. Chưa có phá được đâu á, chưa phá được. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ cảm nhận được một cái lực thanh tịnh hiện ra khắp cái không gian vũ trụ này. Ở chỗ nào mình cũng thấy thanh tịnh, không còn nhơ nhiễm nữa nha. Hết khổ, hết lạc là cái chuyện nhơ nhiễm không còn dính ở nơi tâm mình nữa. Mà bây giờ mình dính chỗ thanh tịnh. Thanh tịnh là mình không có thoát được. Cái gì cũng thanh tịnh hết á. Lúc này không so sánh phân biệt được, vượt qua những cái tầng đó, thấy gì con đường thiền định tới đây. Chúng ta cứ ngỡ rằng nó thấp là nó mới chưa có phá được cái thọ ấm của cái con đường mà phá ngụ ấm. Nhưng mà không phải, đây là một cái công phu rất là dày. Một tích tắc có thể chứng quả A-la-hán. Tại chỗ này chỗ thanh tịnh rồi. Thì vậy là lắng sâu trong thanh tịnh này sẽ bẻ con đường khác về trí tuệ là có thể chứng quả A-la-hán liền. Còn không á thì nhập định nó bắt đầu đi qua không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi phi tưởng xứ thiên, là mới diệt thọ tưởng định, mới chứng quả A-la-hán. Tới đây là bắt đầu hai con đường trẻ. Tới đây là hai con đường trẻ. Nếu có tuệ và nếu có vị thầy, trời ơi đang chỗ thiền định mà khó cái bụp phụp vô là ngộ đạo chứng A-la-hán. Còn không có là đi vòng vòng mấy cái thiền kia nữa, phải tứ thiền, phải tới bốn cái thiền sau gọi là bát định, đó là lúc sau là lúc định mênh mông. Tức là bây giờ đang thanh tịnh mênh mông rồi, chuẩn bị tới cái không mênh mông rồi, cái biết mênh mông. Cái biết mênh mông mà chưa thoát ra khỏi mình.
Tức là tới cái thức vô biên nó biết, nhưng mà mình biết, lúc đó là mình biết mênh mông. Cho nên mấy cái người mà ra khỏi để thấy hành tinh này nọ nọ kia, nhưng mà đâu ra khỏi cái thức đâu. Hoặc dù là thấy địa cầu treo lơ lửng nữa, không thấy nữa, mặt sáng nữa, mặt tối, thấy tròn hết quả địa cầu, nhưng mà thức nó chưa có hết. Chưa hết. Cho nên muốn phá nghẽ không phải chuyện đơn giản. Mà nếu mà chúng ta lầm tưởng là mình đã xong chuyện ha, là mình coi chừng. Đương nhiên là không trở lại lầm lạc làm người này thôi, nhưng mà vẫn lạc cảnh giới thiền. Anh vô định anh mới thấy, anh ra định anh thấy là đâu có phải đâu. Đối với thiền tông là một cái chuyện khác hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà tới đó mà nó sẽ sanh một cái loại ngã chấp khác, và bản ngã bắt đầu nổi lên không cần thầy, là coi chừng gãi cổ ở cái đoạn này. Không đơn giản, lúc này là lúc thanh tịnh tuyệt đối, đi đứng nằm ngồi ở cảnh giới thanh tịnh rồi đó. Không có động niệm, không gì hết. Cái thấy rộng khắp, cái nghe rộng khắp, cái biết rộng khắp, tất cả mọi cái đều rộng khắp và thanh tịnh. Ở cảnh giới thiền thứ tư này ghê gớm lắm, không có đơn giản. Thì bây giờ là tiếp là để thấy rằng là Đức Phật bẻ hướng để đi nè. Rất là nhiều người lầm lẫn cho là chứng tứ thiền là A-la-hán, tôi thưa là chưa phải. Tại quý vị lầm thôi, nó thanh tịnh quá mà, nó an lạc quá mà, nó sáng suốt quá mà, nhưng mà chưa có khai trí tuệ, thánh trí chưa sinh. Thánh trí sanh mới chứng quả A-la-hán, đây là chuyện mà chúng ta phải biết. Anh định cỡ nào mà thánh trí anh chưa sanh là anh chưa có diệt được cái vô minh từ vô thủy kiếp của anh. Anh chưa được diệt được cái ngã chấp của anh. Mặc dù anh đang rất là thanh tịnh. Anh trú đang tịnh anh ra không được, có tin không? Tới chỗ này là một cảnh giới thanh tịnh hoàn toàn ra không được, nhưng nó mênh mông, nó sướng quá rồi. Bây giờ trụ ở đây hàng tỷ 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 kiếp luôn á, vẫn trụ được. Tới đây có thể kéo dài thiền định bao lâu cũng được. Anh muốn nhập bao lâu đó anh nhập. Mà cái thân này vẫn tồn tại. Thế đừng có nghĩ là cái định khác mới tứ thiền thôi là nó có khả năng nó kéo dài hả, là hàng tỷ năm vẫn được. Nhưng mà vẫn chưa phá được cái ngã tin không? Cho nên Phật hay quở những cái cảnh giới này nè. Cảnh giới này là cảnh giới Phật rầy nè. Thanh tịnh quá rồi, an lạc quá rồi, mênh mông quá, sáng suốt quá, và mình thấy rõ ràng là không còn khổ, còn lạc nước, là không còn so sánh, không còn phân biệt. Nó là thanh tịnh, nó bật hết tâm so sánh phân biệt, bật hết những ý niệm sinh tử. Nó là giờ nó chỉ là thanh tịnh sáng rực à, không có cái niệm sinh tử nữa đó. Và mà nó luôn luôn sáng rực, mình nghĩ là mình ở cảnh giới giác ngộ rồi, nhưng mà đây là cảnh giới chánh niệm tỉnh giác ở một cái tầng thứ ba. Tôi coi như là một cảnh giới chánh niệm tỉnh giác ở tầng thứ ba. Không có sinh khởi khổ, không sinh khởi vui, và không có bất kỳ một cái gượng lăng tăng nào hết. Chỉ là một cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối hiện khởi rồi. Yên lặng tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối, an lạc tuyệt đối, sáng suốt tuyệt đối. Tất cả mọi cái đều là tuyệt đối. Nhưng mà để thấy hư không vũ trụ thì chưa. Đây là con đường khác à, anh đang đỉnh. Anh sáng chỉ là tâm anh sáng thôi, anh không thể soi sáng được bên ngoài. Ngộ gì đó, ở đây nó không phải soi bên ngoài. Nó chỉ là sáng rực một cảnh giới mênh mông thanh tịnh của tự tâm hiện ra, chứ anh không biết gì bên ngoài được. Cho nên chưa phải giác ngộ. Chưa phải giác ngộ, mình phải nói rõ những cái cảnh giới này chứ nhiều người lầm. Từ đó tới đây là rất 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 là nhiều người đi vào con đường định lầm. Họ nghĩ là họ chứng thánh rồi. Và nếu họ rời định, họ cũng có thể thuyết pháp độ sanh từ cái chỗ an lạc thanh tịnh này của mình. Nhưng mà chưa xong bản ngã đâu. Mà chưa xong bản ngã thì biết rằng sanh tử này chưa có hoàn toàn xong được. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Ở Đức Phật dạy tiếp là giới cái tâm định tĩnh, thuần tịnh kia. Ghê chưa? Định tĩnh và thuần thanh tịnh. Không có cấu nhiễm, không có phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy. Đó. Đi tới nữa là Đức Phật dạy là nha, Đức Phật dạy rõ ràng là đang định tĩnh và thuần tịnh rồi, bây giờ là chỗ đó là không có nhiễm, là chỗ đó là không phiền não, chỗ đó là nhu nhuyến, chỗ đó là dễ sử dụng, chỗ là một cái chỗ rất là vững chắc và rất là bình thản. Xong bắt đầu nè, ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng trí.
Người ta lầm, người ta nghĩ là đây chứng thánh rồi, bây giờ bắt đầu mới hướng định đó là túc mạng minh, thiên nhãn minh, rồi nó dần 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 tới là chứng thánh quả A-la-hán. Đây là cái chỗ lầm rất rất lầm của tất cả những vị dạy thiền. Tới đây nghĩ là chứng quả A-la-hán rồi, thưa không phải. Tới khi mà túc mạng sinh là chứng cái gì? Một trong những là ba cái: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thì ở cái chỗ thanh tịnh này, ở cái chỗ rỗng lặng này, thì dùng trí để có thể thấy. Tới đây là bắt đầu nói tới cái chuyện trí nè. Trí có thể thấy những cái đời kiếp trước, gọi là túc mạng sinh. Thế vậy là nhớ đến một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 100 đời, 1000 đời và hằng hà sa số các đời, đúng không? Thì được sanh chỗ này, được sanh chỗ kia, có tên như thế này, có họ như thế kia, giai cấp như thế này, giai cấp như thế kia, ăn cái gì, uống cái gì, thọ khổ như thế nào, tuổi thọ đến bao nhiêu, sau khi chết thì chỗ này sanh chỗ kia ra làm sao, sanh tại chỗ này, sanh chỗ kia như thế này thế nọ, dòng họ giai cấp này như thế này thế kia, ăn uống khổ lạc như thế nào, đều thấy, đều biết rất là rõ. Thì như vậy là cái này là gì? Thánh trí lần được phát sinh sau khi đã đạt tới tứ thiền. Chứ nghi tứ thiền chưa phải là chứng A-la-hán. Nhưng bây giờ muốn thấy chuyện cũ là thấy. À, hướng về quá khứ là bắt đầu thấy. Rồi một chút nữa là sẽ bước tới những bước khác. Nhưng mà đây là một cái bước gọi là chứng túc mạng minh. Dùng trí tuệ để thấy đời quá khứ. Khi đạt tới cái chỗ mà gọi là tâm thanh tịnh, tâm thuần tịnh một cách tuyệt đối rồi đó, thì nhiều người nói chứng tới tứ thiền là chứng A-la-hán. Tôi nói là chưa, hồi nữa mới thấy tới đâu mới chứng A-la-hán. Chứ bây giờ thì chưa. Mặc dù là trí bắt đầu phát sanh để thấy chuyện quá khứ vị lai rồi. Và nhiều người đã thấy chuyện quá khứ vị lai, cứ ngỡ mình chứng thánh cũng sẽ đứng ở đây luôn, không giải quyết được. Không thể nào chứng thánh quả A-la-hán được nếu không giải quyết tới tận cùng. Cho nên ở đây là một trong những cái để chúng ta thấy là bắt đầu minh thứ nhất hiện ra là túc mạng minh. Thấy hằng hà sa số kiếp về trước, mình sanh ở đâu, mình sanh như thế nào, ở dòng tộc ra làm sao, tên gì, tuổi gì, lớn lên ra làm sao, bị khổ, bị vui trong cuộc đời như thế nào, ăn cái gì, uống cái gì, ngủ cái gì, tất cả mọi đời đều hiện ra một cách rất rõ ràng trong cái thanh tịnh của mình. À, giờ mặc dù là không thấy cảnh giới bên ngoài đâu, nhưng mà sâu nơi tâm, nơi tâm mình nó dung chứa tất cả những cái chuyện sinh tử muôn vạn kiếp về trước của mình. Tùy theo cái mức định thanh tịnh này tới đâu sẽ thấy xa tới đó. Tức là 100 đời, 1000 đời, nhiều loại kiếp. Giờ, đây Đức Phật nói rõ là nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, có nghĩa là không tính kể được. Một số lượng xa xôi không bao giờ tính kể được. Thì nhớ một cách rất là rõ ràng. Ở đây là hướng tâm về để thấy một cách rõ ràng. Cho nên hồi xưa giờ mình nói cái chuyện là gì? Không có chuyện gì xảy ra nó mất hết. Một ý niệm mình xảy ra nó cũng không mất. Đừng nói là một cái đời sinh tử. Nó là một cục phim được quay mà được chứa trong cái dữ liệu là không bao giờ bị hư hoại. Mấy máy này còn hư chứ còn cái phim mà phim vũ trụ quay á là nó còn nguyên à. Vũ trụ quay lên là ghi hình là chính xác 100% và không bao giờ hư hoại. Nếu hư một cái là mình tới đây mình không thấy, nó có một đoạn bị ngắt. Nhưng mà không, hằng hà sa số đời kiếp được từng tập rất là rõ. Nếu mình muốn coi từng tập, ví dụ coi từng tập là cái gì? Cái đời kế mình là rồi đời kế thứ hai, rồi kế thứ ba, rồi kế thứ tư, rồi kế thứ năm, rồi kế thứ sáu, cho tới 100 đại khái là gọi là coi từng tập. Nhưng bây giờ làm việc mà chứng cái này rồi thì bây giờ mình muốn coi đời này cái đấy đời 10 đời nữa, cái 100 đời nữa, cái 1000 đời nữa, cái 1 tỷ đời nữa, thì mình muốn nhảy lớp, muốn nhấn lớp, thì mình vẫn thấy như vậy một cách rất rõ ràng. Nhưng mà chưa nói chuyện chứng thánh để mình thi, mà mình chứng thánh rồi mình mới nói cái túc mạng minh này trở lại. Còn bây giờ chỉ là giai đoạn chưa chứng thánh là phải hướng tâm để thấy. Nó khác nha, nó khác nha. Chúng ta phải hiểu là khi đã chứng rồi thì là một chuyện khác. Khi chưa hoàn toàn chứng thánh quả là một chuyện khác.
Anh vẫn thấy quá khứ vị lai, anh cũng thấy tình tự từng năm một, từng tháng một, từng ngày một, từng giờ một, từng đời kiếp một, từ cõi này qua tới cõi kia anh được quyền thấy, nhưng mà chỉ hướng tâm mình mới thấy. Rồi tới hồi chứng quả mình sẽ nói tới cái chuyện là thấy cái kiểu gì khác với cái lúc này. Nhưng mà chưa chứng thánh quả là anh phải thấy từng chút như vậy à. Và thấy như vậy là đã ghê gớm lắm rồi. Trời ơi, thấy tới kiếp thành kiếp hoại là không có đơn giản đâu. Quý vị thấy ha, hướng tâm tới đâu là y như hiện màn hình tới đó à. Thấy rõ người cảnh y như vậy nè. Mình thấy rõ người cảnh sao thì lúc hiện hướng tâm ra là mình thấy y như vậy. Cho nên ví dụ như mình nhìn người này, cái mình nhìn ngược đời thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy của họ, cái tới đời thứ 1001 họ quen mình kiểu gì, cái tới mấy đời trước là tới hàng 2-3 ngàn kiếp trước họ quen mình kiểu gì, là mình nhìn ngược là mình thấy rõ. Và họ đi kiếm mình bằng cái tâm gì, hết đời này họ gặp mình họ làm sao, là thấy rất là rõ ràng, không có giấu được. Tức là chứng được cái này rồi là sẽ biết hết mọi chuyện của mình và tất cả những người xung quanh. Nhưng mà hướng tâm từng người, chứ không có thấy hết được. Thì cái đó để cái đoạn sau mình nói. Thì như vậy là tất cả những cái đời kiếp sanh tử, sanh ở đâu, làm người gì, chết ở đâu, sanh ra làm sao, sanh như thế nào, tuổi đời mình từng đời như thế nào, ăn như thế nào, uống như thế nào, sinh hoạt ra làm sao, khổ vui ra làm sao, là tất cả những chuyện đó đều được chúng ta hướng tâm và chúng ta thấy hết. Nhưng có điều nó lẹ lắm à. Ví dụ nha, ví dụ đời mình nó 80 năm, đúng không? Nhưng mà trong cái định này nè, chỉ cần hướng tâm cái là thấy cái nguyên đời của mình. Định sâu hơn nữa, hướng tâm cái thấy lượng chục đời hiện ra trong sát na. Định sâu cái nữa, thấy cả trăm đời hiện ra trong một sát na. Chúng tôi dùng từ sát na là một cái thời gian rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta chưa có sâu á. Lúc đầu nhìn á, lúc đầu mà từ cái chỗ mà thuần tịnh này nhìn, từ cái chỗ tâm nhu nhiến này nhìn á, thì thấy chậm lắm, thấy hết đời nó cũng mất mấy phút của mình lúc đầu á. Rồi cái mình lắng tâm thiền định sâu nữa, lắng ở cái chỗ thanh tịnh sâu, cái mình thấy nguyên đời sao có cái bằng khải móng tay à, hiểu không? Cái mình lắng sâu 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 trong thiền định chút nữa, cái mình thấy nguyên đời nó bằng 1/100 của cái khải móng tay. Sau cái mình lắng sâu trong thiền định nữa là 1/1000000 của cái khải móng tay, là mình thấy hết đời của mình rồi. Cho nên là chưa nó ăn chớp ba mắt một cái là mình thấy hàng tỷ tỷ kiếp của mình, nếu ở sâu trong thiền định. Nhưng mà ở đây thì chưa nói tới đó, Như vậy là nhớ đến nhiều đời nhiều kiếp quá khứ, cùng với các nét mặt rồi các đại cương chi tiết đều thấy hết. Đại cương cũng thấy mà chi tiết cũng thấy, tức là từ cái chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ là thấy không còn sót bất kỳ một cái gì. Này Bà La Môn, trong đêm canh đồ, Đức Phật này là diễn tả ba canh chứng của Đức Phật. Nhưng mà đây cũng là cái cách mà Đức Phật diễn tả cái con đường thiền định của tất cả các vị chứng thánh phải đi theo con đường này. Nếu đi theo định để mà chứng á, thì cũng phải có cái trí để quan sát. Khi mà quan sát thấy hết cái này rồi thì mới biết được. Như vậy là ta chứng được minh thứ nhất thì là vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Dùng cái từ là minh sanh, cái minh này là minh gì? Minh của túc mạng. Chứ không phải là minh diệt là hết vô minh đâu. Minh này mới là minh của túc mạng minh thôi. Chúng ta phải phân định rõ ràng, chứ còn nếu không dùng cái từ là cái gì đó, cái minh thứ nhất, Đức Phật dùng cái từ là cái minh thứ nhất hiện. Tức là cái che chắn để thấy quá khứ bây giờ nó mất. Hiểu không? Và cái trí tuệ để có thấy quá khứ gọi là minh thứ nhất hiện. Nói này là rõ ràng như cái từ ngữ chúng ta phải nghe, chứ không phải là đây là diệt hết vô minh để chứng thánh quả à. Chưa chứng thánh quả đâu. Nhưng mà diệt từng cái. Tức là giờ mình không biết mình ở đâu, mình sanh ra đây, đúng không? Thì khi mà đạt tới cái định như thế này, thì lúc đó là mình sẽ biết mình từ đâu sanh ra, sanh như thế nào, đời kế là sao, đời trước nó là sao, trước là sao, từ cái đại cương cho tới chi tiết tất cả mọi cái nó đều thấy. Thì vậy là trí tuệ bắt đầu phát sinh để thấy muôn vạn kiếp quá khứ về trước, được gọi là túc mạng minh được sinh. Thì vậy là về quá khứ không còn che mờ trong tâm trí của cái người đang ở sâu trong thiền định.
Và lắng sâu trong thiền định thì bắt đầu phá từng cửa một. Đây là một cửa đầu tiên đã được phá. Thiền cái che mờ, cái tâm tối về đời quá khứ là không còn nữa, không bao giờ còn phát sinh nơi tâm mình nữa. Thì từ đây là chuyện quá khứ với mình là tỏ thông vô ngại, mà chỉ biết thôi, đang biết về mình thôi, chứ chưa nói tới khi mà thực sự chứng thánh quả rồi á thì sẽ biết tới người khác, nhưng mà cái đó thì chưa. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không kiền não, như nhiến dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng đến sanh tử trí về chúng sanh. Thấy mình rồi, bây giờ bắt đầu thấy sinh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống, sự chết của chúng sanh. Ta tuệ trí rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, cả thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý nghĩ, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác khú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện trú cõi trời. Trên đời này như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ trí rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Tới cái sinh tử trí, tức là cái thiên nhãn mình. Sinh tử trí là họ thấy cái chuyện của mình và thấy chuyện của tất cả chúng sanh. Thế như vậy là khi mà dẫn tâm để hướng về các loại chúng sanh thì Đức Phật sẽ thấy là tất cả chúng sanh được sinh ra trong cõi này và các cõi đều là do nghiệp của họ. Thấy chứ không phải tưởng tượng. Thấy giống như là mình đi từ cái nhà này bước mấy bước qua nhà thứ hai, bước mấy bước vô phòng thứ ba, ai lên lầu hay là xuống đất, thấy rất rõ, không có tưởng tượng. Chúng ta coi phim trên màn ảnh là chúng ta thấy bóng, nhưng cái này lấy thấy nguyên người đi luôn, thấy rõ là giống như mình ngồi mình thấy người bước vô cửa, quẹo trái quẹo phải đi tới đi lui, thấy rất rõ như vậy, thấy không lầm lẫn bất kỳ người nào. Khi tâm hướng về tới tất cả những cái kiểu này là thấy hết. Đây là trí tuệ bắt đầu sinh. Thứ hai là trả lời được cái câu hồi trước khi Đức Phật đi xuất gia là cái gì? Ta từ đâu sinh ra, phải không? Và chết ta đi về đâu? Đây là câu trả lời thứ hai là mình và tất cả chúng sanh chết đi về đâu? Thì đây là dùng trí tuệ để thấy. Thì đương nhiên hồi nãy là thấy quá khứ của mình rồi, nhưng mà chưa nói tới cái chuyện thấy quá khứ chúng sanh. Ở đây mới là nói tới cái chuyện hiện tại và tương lai của tất cả chúng sanh. Tương lai sinh khởi của họ như thế nào? Cho nên chỉ cần là Đức Phật nhìn là Đức Phật sẽ thấy không phải một đời một kiếp, mà thấy hằng hà sa số kiếp sắp tới của mình. Thấy bắt đầu mình khởi một ý niệm ở đây. Ý niệm đó là nhân gì quả gì, và nhân quả này sẽ được sinh khởi tiếp cái nhân quả thứ hai là gì, và cái nhân quả thứ hai mình sẽ khổ bao nhiêu, mình vui bao nhiêu, cho tới bao lâu cái nhân quả này mới hết, và hết cái nhân quả này nó chuyển thành cái nhân quả thứ ba, rồi nó chuyển thành nhân quả thứ tư, thứ năm, cho tới hết đời này mình nó gieo bao nhiêu thù quán, bao nhiêu cái ân nghĩa, ân tình gì đó, nó sẽ gom lại để nó thành một cái đời nào ở đâu đó. Thì Đức Phật thấy rõ, thấy rõ. Thấy rõ giống như là thấy là lùm con cờ, ta sắp chỗ này chỗ kia chỗ nọ, không có tưởng tượng. Ví dụ là tương lai của cái người này sinh ra bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, gặp chuyện gì, thì ở đây Đức Phật thấy rõ. Có nghĩa là giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Quan nói là cái người thấy rõ tướng tội phước là bắt đầu từ cái thiên nhãn minh rồi nè.
tức là cái sinh tử trí này nè. Chứ vậy là Đức Phật dùng cái từ gọi là cái gì? Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân. Này không phải thấy bằng cái kiểu của người nữa rồi, bằng thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân rồi. Thế vậy là thấy rõ, biết rõ tất cả chúng sanh, kẻ hạ liệt, người giàu sang, kẻ đẹp, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, do hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh đều thấy rõ, biết rõ, không lầm lẫn bất kỳ một cái điều gì. Và ông thấy này thì đừng nói. Cho nên ở thế gian này, kể từ khi Đức Phật trên thế gian này, người đầu tiên cách đây hơn 2500 năm mới tuyên bố cái chuyện này. Chứ còn không ai dám nói, trong tất cả các đạo giáo khác không có đạo nào dám nói, tại vì không có đạo nào tới đây nổi đâu. Không có, chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên là một cái người mà trong lịch sử nhân loại trước đó thì mình không biết. Nhưng mà kể từ khi lịch sử nhân loại được hình thành mấy ngàn năm về trước, thì chỉ có người duy nhất nói tới cái chuyện này thôi. Và sau Đức Phật thì sẽ có hằng hà sa số những vị đã thấy điều này. Nhưng mà trước đó trong lịch sử là chúng ta không thấy người nào. Các đạo giáo khác có nói thì nói chơi thôi, nó nói cái gì, nó chứng cái gì thì có. Chứ còn là chúng ta phải thấy là nếu đi theo con đường thiền định, biết là những cái đoạn sau Đức Phật khai tệ kiểu gì thì mình không biết. Nhưng mà đi bằng con đường mà Đức Phật hướng dẫn từ trước đến giờ thì sẽ bắt đầu chứng được túc mạng minh, bắt đầu chứng được thiên nhãn minh. Và khai được cái tuệ này á, thì mới thấy được hạnh nghiệp tất cả chúng sanh. Còn cái tuệ này chưa khai á, là chúng ta mù mịt, người ta tới với mình, ta nghiệp gì mình đâu biết đâu. Chính do thấy cái này mới được thấy được cái hạnh nghiệp của tất cả mọi người. Và do nghiệp đó mình phải làm gì để mình chuyển. Chứ nếu không là chúng ta không thấy. Chưa chứng được túc mạng minh thì chúng ta không có đủ sức để có thể giáo hóa chúng sanh. Đây là một điều rất là rõ ràng. Thấy được túc mạng minh thì vậy là nó thấy được cái nghiệp của người ta quân tập. Cho nên bây giờ ta hiện như vậy rồi thì bao nhiêu cái nghiệp quân tập này, nó tương lai nó sẽ như thế nào, và chúng ta muốn chuyển đó thì phải chuyển ra làm sao, thì chứng tới cái thứ hai là thiên nhãn minh, để có thể bẻ được cái nhân quả của người ta, chuyển được cái nghiệp của người ta. Còn hai cái này mà không chứng là rất là khó chuyển. Đó thì như vậy là Đức Phật thấy rõ là gì, do ác hạnh, rồi do cái suy nghĩ sai, lời nói sai, rồi hành động sai thì sẽ đi các con đường xấu rất rõ ràng. Giống như nhìn trên lầu, nhìn xuống đất, thấy người này tới ngã tư, quẹo phải, quẹo trái, đi tới lui là thấy rất là rõ. Thấy rõ, biết rõ chứ không phải là suy tưởng. Mình bây giờ là mình tưởng tượng. Còn Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử của Đức Phật là thấy rõ, biết rõ. Nhưng đây Đức Phật diễn tả cái sâu trong thiền định của mình, chứ không phải diễn tả cái chỗ định của các bậc thánh. Vì vậy mà Đức Phật lại thấy nhiều kiếp thành, nhiều kiếp hoại. Chứ còn các vị thánh thì không có thấy tới đây. Mình nãy mình đọc tới nhiều kiếp thành, nhiều kiếp hoại, mình ngờ ngợ. Người mà lần đầu tiên chứng thánh rồi không thấy nổi như vậy đâu. Thấy 84.000 kiếp trở lại thôi chứ không thể thấy hơn. Ra là không thấy nổi kiếp thành kiếp quại. Mỗi kiếp thành kiếp quại là kinh khủng lắm. Không phải là một đời người của mình đây. Ví dụ như quả địa cầu này mà trước cái lúc hình thành, cho tới khi hình thành, tới khi quại thì nó cũng chưa có là một kiếp thành kiếp quại nữa. Mà tới hằng hà sa số những cái hành tinh được hiện ra trong cái dải ngân hà, dải thiên hà này, thì cái lúc mà hình thành dải ngân hà, dải thiên hà đó với Đức Phật là một cái chuyện rất là nhỏ. Với mình là nó rất là lớn, có hàng tỷ tỷ cái hành tinh như vậy để nó hình thành một kiếp. Một kiếp nó trải qua hàng ngàn lần sinh khởi của nó mới là một tiểu kiếp thôi. Rồi hàng ngàn lần sinh khởi của một cái tiểu kiếp nó mới là một trung kiếp. Hàng ngàn lần cái sinh khởi hoài hoại diệt của một trung kiếp nó mới tới là một đại kiếp, thì đó mới được gọi là một kiếp thành, một kiếp hoại của nó. Rồi nó kinh khủng lắm, chứ không phải là một đời của mình sinh ra chết đi gọi là kiếp thành kiếp hoại, là không phải. Thì vậy là những cái người mà đi ra đi vào địa ngục như thế nào, giống như Đức Phật là thấy rõ ràng là cái ông A đi vào đi ra cái nhà nào, đi lên xuống làm cõi người mình, hay là lên cõi trời, hay là xuống làm thú sinh, làm súc sanh, làm cái gì, thì tất cả những cái điều này Đức Phật đều thấy rõ, biết rõ, không lầm lẫn. Vì Đức Phật đã dùng cái tứ trí tuệ thuần tịnh siêu nhiên của mình biết hết. Như vậy là những người mà theo chánh kiến, những người mà sau khi thân quả mạng chung rồi thì được lên các cái cõi thiện trú,
theo Đức Phật dùng tự gọi là thiện thú, cõi trời gọi là cõi thiện thú chứ không phải là cái gì cao siêu lắm. Thì vậy là bằng cái thiên nhãn thuần tịnh, Đức Phật đã thấy cái sự sống chết của tất cả chúng sanh. Thì Đức Phật sẽ tuệ tri rằng là kẻ hạ liệt, kẻ giàu sang đều tất cả đều do hạnh nghiệp của họ hết. Và sau khi thấy được hai con đường thiện ác để sinh lên hoặc là đi xuống trong các cõi một cách rất rõ ràng, thì cái minh thứ hai nó sanh. Minh thứ hai sanh thì cái che chắn về nghiệp tập của chúng sanh là đã được phá vỡ, tức là cái minh sanh, bóng tối đã diệt, si ám nó diệt, ánh sáng sanh. Trong khi Đức Phật sống không phóng dật, Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại cái từ là sống không phóng dật, và phóng sống tinh cần, tức là sử từ cái lúc mà an trụ tâm đúng không, cho tới cái lúc là tu trong tứ quê nghi, cho tới cái chỗ mà sống hiện tiền không so sánh phân biệt, cho tới tất cả những cảnh giới thiền định. Ở đây không nói tới bát định mà nói tứ thiền đã chứng thánh quả rồi. Thật ra là rất là nhiều vị cứ căn cứ ở nơi tứ thiền này mà nói về là người chứng tứ thiền là sẽ chứng A-la-hán. Nhưng mà để chúng ta sẽ đọc phần sau, chúng ta sẽ nói cái phần này ra để thấy rằng chứ tứ thiền vẫn chưa phải là chứng quả A-la-hán, mà phải chứng A-la-hán là phải chứng cái gì, tới đâu mới được gọi là thánh trí A-la-hán, và tới đâu mới được gọi là vô minh tận. Chứ còn hai cái minh này sinh ra vẫn là chưa vô minh tận. Bây giờ chúng ta nghỉ, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp ha. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phương trí vô cùng Phật Đạo.